Đời nào má dạy út cưng của má Hương nè, chị thấy Khải cũng xứng với em lắm đó. Sao chị Hương, để chị nói với má cho. Chồng giờ chị hỏi thiệt có Hương Khải không? Thôi, lấy cái này đi. Chị lợi chị nói má. Cái gì đó? Thôi. Má ơi, con cho má bay. Con đừng nhõng nhẽo với chị Thủy con. Đừng có chiều nó con. Nhà còn có hai anh em thằng Báo đi xa. Có mình nói nhà với má nó nhõng nhẽo với má dữ lắm. Trời ơi, con nhõng nhẽo nào đâu má nói con nhõng nhẽo. Sao con dạ. Thấy Củ Chi như thế nào? Trơ trọi hết ra con, mặt đất không còn một cọng cỏ nữa phải không? Chưa bao giờ con thấy yêu thương quê hương mình như lúc này má.
Lúc mới đặt chân về đây, con thấy má với em Hường sống tuyệt cực, vậy mà con thích được sống như vậy đó má. Má được ơi, lắm mà. Đợt đó ban nãy làm sạc hết một góc mộ của chị ba anh con với Thủy mới vừa đắp lại đó. Vậy hả con, sạc hết một góc mộ lắm. Má bao giờ được đó? Cô Hường, chà, năm nay là thanh nữ rồi nghe. Sao cái vụ Khải vừa tới đâu rồi? Nói đem năm tính cho mày sao? Má ơi, cái vụ Khải giờ tính sao đây má? Sao? Vụ Khải thì má chấm rồi, dạ. Nhưng mà cái chuyện đó con hỏi nó, sao con hỏi nó? Nè, Cô Hường, tính sao đây? Sao con? Nói cho má nghe làm sao? Dạ. Con thấy thì sao? Thấy sao má? Khải nó thương con phải không? Phải không? À sao? Khải thương má. Má hỏi cho con nó thương má. Biết rồi, biết rồi. Giờ con thương nó không? Thương không? Trời ơi, ai mà thương? Má ơi, em không thương để mày gọi lại. Đi lâu vậy? Mày lâu gì đó, mày lâu vậy? Nhỏ này. Bảo ơi. Má. Má thấy Thủy nó mỏng manh quá, má sợ nó chịu cực không nổi tội nghiệp nó con. Má, con thấy dường như má không được vui khi con đưa Thủy về đây. Ừ, con đã hơn 30 tuổi rồi, so với người ta lập gia đình là hơi muộn. Song có điều nếu mà hoàn cảnh bình thường thì má không mong gì hơn có được một người con dâu như Thủy đẹp nết na con à. Má, con thường nghĩ rằng con nên kiếm một người vợ ở quê nhà để sớm hôm gần gũi với má nè. Con hiểu lầm cho má rồi. Cứ vợ cho con là vì con, vì vợ con chứ có phải vì má đâu. Dạ thưa má, dạ khi con báo với các đồng chí thường vụ khu ủy là hai con muốn đi đến cuộc hôn nhân thì các đồng chí thường vụ khu ủy có hơi đắn đo. Các đồng chí ấy nói rằng Thủy là một nghệ sĩ mà má biết nghệ má sĩ má không thì... có đồng ý về quan điểm đó. Nghệ sĩ cũng có người thế này kẻ thế khác. Yeah. Nghệ sĩ mà không trở thành là người cách mạng được sao? Nhưng mà cái chuyện Thủy chung là không có ai có quyền đánh giá cho bằng con. Má, Thủy hiểu rõ hoàn cảnh của chúng con cho nên Thủy có ý định đổi nghề đó má. Không nên đâu con à. Lúc đầu má nghe nó hát ở trên đài, má không biết con con dâu là ai. Rồi sau con Hương nó nói lại má không biết nữa kìa. Má thấy con Thủy nó có tài không à, nó còn tiến xa hơn nhiều. Báo, điều mà má băn khoăn là hạnh phúc tương lai của hai người. Yêu thương nhau là bù đắp cho nhau, đi đến hôn nhân là gắn bó duyên dài, là thêm cho nhau chứ có lẽ nào bỏ bước. Không lẽ vì muốn vẹn toàn hạnh phúc mà đòi hỏi một trong hai đứa phải hy sinh. Phải chịu thiệt thòi mất mát, nhà vợ chồng sẽ thì một trong hai người sẽ điều mai một tài năng. Báo à, ngày nay chuyện hôn nhân đâu như thuở xưa, con gái phải tan tình. Và dù cho con có là tàn cây lớn, con cũng không có quyền phân sinh nắng một mình. Cũng đã bài giải rõ ràng rồi má. Má ơi, chúng con yêu nhau là hoàn toàn tự nguyện, nhưng còn hoàn cảnh lừa đảo máu chiến tranh. Ôi, chiến tranh ngày càng
sao khóc vậy con đi chị em? Nè đi ra đây má biểu nè. À thôi má hiểu rồi, chút xíu nữa má sẽ nói cho con nghe nghe. Bây giờ đừng khóc nữa. À Báo ơi, bây giờ mấy má con mình đi qua hầm xã đội đi. Mấy anh em du kích chờ con ở bển á. Chi vậy má? Tại vì hồi đó tới giờ nghe nó hát ở trên đài mà không có biết mặt. Giờ sẵn bữa hôm nay con về đây con qua bển cái cho anh em biết mặt rồi con ca một hai bài vậy cho anh nghe. Chịu không? Dạ chịu. Chịu ha. Đây đây đây, đi đi đi. Đưa má đi chỗ này má. Không không má, nó chuyện thường đi nó giống hồi đi. Má biết rồi. Má mấy em thích lắm con à. Đường cợt lắm mà má đi là té mà má đi con à. Má đi là chết té. Sao không xuống nghe dì Thủy hát? Thôi, đứng đi nghe hay hơn. Ờ, tuần giờ dì Thủy chết đi vài bài tập hát. Tôi nói thằng Long nó đờn cho. Thôi, hát không hay người ta cười chết. Sao không hay, tuần hát hay thấy mồ nữa chứ sao không hay. Hát hay, hay sao bằng cô Quanh của anh hát ở trên trực thăng á. Trời đất, em nói gì vậy, cô Quanh nào hát trên trực thăng? Ờ, Quanh nào thì biết á. Thôi em đừng nói vậy nữa, nghe anh hỏi nè. Đêm qua đã chiến lược lấy gạo bị dây thắt gai vào có đau không? Trời ơi, đau lắm á. Ở chỗ nào? Ở trên lưng mẹ. Đâu để anh xem rồi anh. Đi. Ngồi xuống đây đi, đứng hoài mỏi chân chết. Xích lại đây nè. Thôi. Nghe hỏi nè. Hỏi gì? Bộ anh có vợ rồi hả? Trời. Tự nhiên hôm nay em hỏi kỳ vậy, vợ con nào đâu? Vậy chứ cô Quanh nào hát ở trên trực thăng á? Cô Quanh nào? À, cái bộ tâm lý chiến nó làm cái chuyện tầm phào em cũng tin nó nữa đó hả? À ha. Vậy mà tự... Ui. Tưởng gì kỳ vậy? Lỗi nghe. Lỗi. À, sao biết đêm qua Hường bị dây thắt gai vào vậy? Vậy mới hay chứ. Giỏi quá ha. Biết mà không bò tới cầm máu cho người ta. Muốn bò tới đi băng nhưng không dám bỏ chốt. Chú tao súng kỷ luật đó. Ờ, đuổi đêm qua Hường chết hả? Anh Khải còn không có biết nữa. Vui giận anh hả? Thôi. Đừng giận anh nhau. Đừng giận anh nhau. Trời ơi, đừng có nắm tay. Trời ơi, ta thấy kìa. Tối ôm đâu có ai thấy. Trời ơi, sao mà rung quá vậy? Bộ lạnh hả? Lạnh gì đâu, đổ mà hồi hộp thì có. Cười gì vậy? Tất cười. Tự nhiên cái tất cười. Hường à. Vậy. Ủa, không nói đi. Hường biết rồi còn hỏi gì nữa. Trời ơi, ai biết cái gì đâu nè. Hường biết rồi còn hỏi gì nữa. Không có biết mà. Con Hường ở đâu vậy? Dạ. Cái gì vậy? Con hiểu gì sao mới kể chuyện các ngôi mộ cho con nghe. Khi vừa gặp anh Báo, con thấy con không xứng đáng đó. Con nói sai rồi. Má có hề khoe khoang. Mà có gì đâu để cho má khoe. Ai lại đem cái nỗi đau, cái nấm ruột mình ra mà khoe bao giờ đâu con. Con nói là sao con không xứng đáng. Ở đây có phải là cái chuyện muôn đang hộ đối. Dù cho theo cách nhìn mới má chỉ giới thiệu để cho con suy tính. Con muốn noi theo gương của má lúc còn con gái. Con biết gì về đời con gái của má? Anh Báo đã kể cho con nghe chuyện chuyện ba thương má. Trời ơi, thằng này dám đem chuyện tôi ra kể chứ. Ủa, ba như người ở đời. Chỉ có điều ba cũng không chăn trở cắt cỏ gánh nước như những người thời con gái của má kể sao cho anh nổi tuổi nhục năm nay. Một con 14 tuổi đầu đã đem thân đi ở đời, trừ dần vào món nợ luân truyền từ đời ông cha để lại. 14 tuổi con biết, có khi má ngồi má quạt cho mụ chủ ngủ suốt đêm, có lần má quạt mà má buồn ngủ, má
má làm rớt cái quạt xuống chiếc. Muốn chồm vậy tắt lấy tắt để vào mặt má, làm cho má chảy máu mũi máu miệng. Mỗi lần má bị đánh như vậy thì những người ở đợi trong nhà với má đều phải tránh xa. Thương nhau thì để bụng, nếu đến gần nhất định sẽ bị đoàn lấy. Chỉ có ba con, ba con là thầy giáo nghèo mới dám cả. Rồi năm tháng trôi qua mà vừa tròn 17, mà nhớ mãi cái đêm hôm ấy, cái đêm đầu đời của người con gái. Được nghe tiếng tình yêu thì thầm khẽ quay lại, ơi tôi đã thương lại. Sống mà không có thằng Báo được không con? Má, con thấy không, liệu thằng Báo nó sống mà không có con được không con? Má, yêu là thêm cho nhau chứ không phải bớt của nhau con à. Bây giờ nhiệm vụ của thằng Báo rất là nặng nề, nhưng mà nhiệm vụ của con thì cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu. Nhiệm vụ của con là lo cho anh Báo. Đúng rồi, còn nhiệm vụ của thằng Báo bây giờ nó cũng phải có bổn phận để lo cho con chứ. Hai con đang nói với nhau bằng trái tim, má muốn cho hai đứa phải nói với nhau bằng cái đầu trước khi quá muộn. Trời ơi, má cười gì vậy? 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 Trời ơi, không cho hôn con người ta nữa hả? Trời ơi, má biết được má chửi cho coi. Khỏi lo đi, má cũng thương anh lắm chứ bộ. Vậy không? Ủa dạ, không tin em hỏi má coi. Nhưng rủ người ta không chịu làm sao? Không chịu cho đứng đây chờ người ta. Ai nói người ta chờ? Chứ không chờ người ta mà đứng đây. Thường à? Vậy
mình hứa với nhau nghe. Hứa gì? Hứa là tụi mình. Em sao? Em trông chờ. Trong đầy yêu thương anh ước mong chiến tranh tan dần còn trong bom đạn anh nữa gì hỡi em thường đó anh đây ngờ chiến chưa tròn mai này anh sẽ là còn trên quê hương địa đào biết mấy lá vui mình làm đám cưới đầu tiên trên đất mẹ con bên ôi chỉ đến ngày mai vui cũng vui mà buồn cũng thật là buồn chẳng biết ngày đó ai còn ai mất để đi cho người yêu tôi không trọn vẹn ước mơ xuống dần lo bất kể ngày giờ nào trên quê hương địa đào thường à chúng ta đang đương đầu với một kẻ thù muốn bao cuộc chiến đấu còn dài ngày vất vả gian lao chưa biết đến bao giờ mới có ngày đã cưới mình đây trong lúc đã sống và sẽ chết gần nhau trong gian tân ở đây nói là cái chuyện mà một lát đường có cái này bí mật lắm á. Cái gì? Hãy tặng cho anh đó. Tặng bây giờ đi nha. Thôi lát nữa à. Thôi tặng bây giờ đi. Nhưng mà hứa nha. Hứa gì? Hứa là có cười đó. Anh không có cười đâu. Hứa. Hương à. Cái gì? Cho nung cái nữa nha. Thôi nghe, không có anh Khải, anh Khải có bộ binh. Má chị thương chú Thầm, quên sao đây? Chị bị vào trong nẻ lên đi. Tôi với cái thứ qua mẹ trái, nhanh lên. Này, quên sao ta? Thôi em qua cái này luôn. Dạ, quên. Quên em chuẩn bị đến cái tăng. Đây. Mặt đất đang rung chuyển. E sợ không thủy. Bên cạnh anh
bên cạnh anh em chỉ thấy sung sướng. Địa đạo thật dịu kỳ, có thể nói là em thích, lâu bao lâu em cũng chịu được. Trên mặt đất hay một đoạn địa đạo nào đó đang đánh nhau, giá mà hết đánh nhau, hết bom hết pháo, nhưng mà vẫn còn đánh nhau, còn bom còn pháo. Kệ đánh nhau, kệ bom kệ pháo, làm sao mà kệ được thôi. Anh và em và mọi người đều muốn hết chiến tranh, song chiến tranh không thể chấm dứt với ý nguyện của con người. Ý anh nói tức là phải hành động để chấm dứt chiến tranh. Nè, dân Củ Chi xuống địa đạo không phải là để trốn chiến tranh đâu nghe chứ. Em hiểu chứ. Địa đạo lòng đất thâm sâu chẳng khác gì lòng mẹ, mang nỗi đau chỉ mình mẹ biết thôi. Nỗi buồn của mẹ giấu che niềm vui mẹ đại cho đời, những đứa con quay quần bên lòng sâu của mẹ. Lòng mẹ nhưng từ bao dung mà lặng lẽ, đầy ắp sự cứ mang chan chứa bao tình. Địa đạo phong trình.
Ông lấy nhiều cao su bị má à? Bị tích má. Trời ơi, má ơi, má ơi, má. Gì vậy Báo? Hả con? Má, Út Hương chết rồi. Cô Hương, anh 50 tuổi nó đúc hết rồi em mới lấy được mấy cục súng vậy nè. Gì vậy chị Thủy? Anh Lâm đi đâu vậy chị? Ủa sao chị khóc? Anh chị giận nhau nữa rồi phải không? Chắc anh Lâm làm cho chị khóc chứ gì. Má, má, má. Anh Khải, anh Khải. Út Cường, Út Cường sao? Út Cường hy sinh rồi ta. Một niềm môi cười mà sao bao tình lòng anh đau muốn chẳng rằng vẫn còn nguyên chỗ em ngồi đây gạt cỏ mà sao nghẹn ngào tranh chẳng nghiêng lên xuôi. Sao giọng nói nửa chừng tức tư vẫn còn nguyên tái dưới bàn tay mẹ chàng sao giữa đôi ta thấm thầm thương tình. Thank you.
lòng trước sóng căng đầy thất thức dưới nền. Đâu còn ai nũng nịu như ma đen, đâu còn ai hủ hỉ như ma đen dài như địa đầu. Ôi sao phận ma sao đắng cay đau khổ biết sống sao Hương ơi em vẫn còn đây sau trận đánh, mà sao nụ cười em giấu ở đâu? Em vẫn còn đây ông ngã sợi chỉ màu, mà sao khuôn mặt em lại chìm vào bóng tối? Hương ơi em đã chết trước ngày chấm dứt chiến tranh, mai một thanh bình anh đi cùng ai làm thân? Màu trắng trắng theo như tiếng nói, sao em im lìm không nhắn gửi một câu? Mình yêu nhau niềm vui xưa thì chân đầy một lần lại chỉ trắng trắng lòng em chân trắng giờ thành trắng sang buộc chặt trái tim anh. Vì sao tôi cho gọi ông chứ? Thưa, tôi chưa rõ lắm. Đã có việc làm cho ông rồi đâu sắc? Tôi đang đợi lệnh thiếu tướng rồi. Nhưng trước khi giao trọng trách cho ông, tôi muốn hỏi ông một câu rất thành thật, và mong rằng ông cũng thành thật trả lời theo câu hỏi của tôi. Tôi đã nghe thiếu tướng. Trước kia sư đoàn 5 bộ binh của tướng Thuần đã sợ Củ Chi lắm rồi. Ở đó kinh hoàng và ghê rợn lắm phải không ông sắc? Thưa, nhiều miền, nhiều hầm chung, nhiều du kích. Ông sợ chứ? Tướng Thuần sợ, tôi chưa sợ. Dỗ mặt với chúng thì hao tổn nặng, còn lừa thế thọc sâu vào điểm, diệt gọn rút nhanh, tôi ít phải phí máu. Thưa thiếu tướng, nếu tôi là đại tướng tổng tham mưu trưởng, thì trong những ngày đầu tiên mở chiến dịch bóc vỏ trái đất, tôi chọn ông chứ tôi không chọn ông Thuần. So với tướng Thuần, tôi chỉ là một cái bóng mờ bên một ngôi sao sáng. Thưa thiếu tướng, không, ông đã hiểu sai về câu nói của tôi rồi. Tôi nói tôi chọn ông bởi vì ông là người Củ Chi. Lẽ tất nhiên là ông thừa hưởng một cái gì đó, mặc dù ông thừa hưởng để làm ngược lại. Chẳng hạn như ý kiến vừa rồi của ông đã chứng tỏ ông là một con người có trí tuệ. Còn tướng Thuần, tướng Phạm Quốc Thuần thì sao? Xin lỗi, tướng đi đêm giỏi nhảy đầm. Nhưng dù sao hôm nay đến với tôi cũng không phải muộn đâu sắc. Tôi chọn ông để tôi và ông cùng chọn Củ Chi làm nơi đối đầu với cộng sản. Người khác sợ Củ Chi, chúng ta không sợ. Ông đồng ý chứ? Thưa thiếu tướng, dinh dự thuộc về quân nhân nào được chiến đấu với quyền chỉ huy trực tiếp của thiếu tướng? Bình sinh tôi không ưa những lời định bợ, nhưng tôi lại rất thích nghe những lời ông mới vừa nói với tôi, bởi vì ông đã nói với tôi những lời rất ư là tâm huyết. Ông nên nhớ, tôi chống cộng không phải vì cái này, mà vì lý tưởng quốc gia của tôi. Thiếu niềm tin ở hành động chính nghĩa của mình, những người chống cộng trước đây đã thi nhau sụp đổ, như ông Diệm, ông Sửu, ông Minh, trước đó ông Bảo Đại, ông Hữu, ông Tâm và ông Thinh.
Thưa thiếu tướng, ông nóng ruột muốn biết con việc phải không? Khoan đã, tôi hỏi ông thêm một câu nữa. Dòng họ ông có ai theo Việt Cộng không? Dạ thưa. Có, và có nhiều phải không? Thưa, bến cỏ trước kia là mật khu của Việt Cộng. Cần gì phải quanh co, cả miền Nam chứ không riêng gì bến cỏ là mật khu đâu. Không phải trước kia mà hiện nay. Ông Sắc, tôi kể cho ông nghe. Tôi có thằng em trai, em cùng cha cùng mẹ. Ông thừa biết chúng tôi là dân di cư mà. Thế mà thằng em trai của tôi nó lại đi theo Việt Cộng, đến mức nó có thể đặt mình dưới giường ngủ của tôi. Thậm chí nó có thể sẽ cắt cổ tôi. Nó làm chức gì ông biết không? Chắc ông nghĩ ngay nó là một cấp chỉ huy hay là một cán bộ cao cấp nào đó. Không, nó chỉ là một hiệu thính viên thôi. Cấp cao nhất không vượt quá chủng quyết. Bên ta hay bên VC đều thế. Ấy rồi thằng em trai của tôi lại bị bên ta bắt. Người ta cao cho nó bao qua mai, xin lỗi, ngang cái cấp của ông đó. Nó nhổ toẹt vào mặt người ta và sẵn sàng ra trường bắn. Tôi đã đồng ý bắn nó. Bắn nó thì dễ, xong nó luôn luôn là một bí ẩn. Nãy giờ ông vẫn nghe tôi nói đấy chứ? Thưa tôi nghe rất rõ. Ông nghĩ gì qua câu chuyện đó? Thưa thiếu tướng, người em trai của thiếu tướng bị bọn Việt Cộng đầu độc. Không, ông đã hiểu sai gì họ. Cũng như một số ít họ đã hiểu sai gì chúng ta. Họ cho rằng chúng ta bị người Mỹ đầu độc, bị đồng đô la mê hoặc. Ông không chấp nhận điều đó chứ? Dạ thưa thiếu tướng, chúng ta chiến đấu vì một lẽ chính đáng không sắc à? Nhưng rất tiếc rằng có một số tướng tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ đã chiến đấu chống cộng sản để giành độc lập tự do, giống như là một kẻ đánh thuê. Không vì quê hương tổ quốc bao giờ, họ xem nghiệp lính đánh thuê như một cái nghề, giống như là mọi nghề ở trên trái đất vậy. Hoặc là để tìm manh áo kém khôn, hoặc cao hơn giữa nhà vườn ruộng, nhục nhã làm sao khi mang quân phục, mà đầu óc nhập nhòa mọi thứ với đô la. Vì người Mỹ đã xem ta như giống mọi, từ bán khai sống theo bản năng dễ gọi, từ nguy phủ quốc gia xuống tan binh nhất, là bày phố vô tri chiến thuộc nổi tiếng hồ kề. Thưa thưa thưa, trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đâu phải hoàn toàn là những lính đánh thuê. Nhiều quân nhân đã ngã gục vì màu cờ, họ đã cống hiến đời mình cho lý tưởng tự do. Như ông chẳng hạn, nhưng vẫn còn quá ít trong sắc. Cuộc đỏ sức tính cho đến nay về số lượng thôi là Việt Cộng vẫn còn áp đảo chúng ta. Những người dám hy sinh cho lý tưởng trong họ không tài nào đếm xuể. Còn phía ta đếm không được quá 10 đầu ngón tay. Thiếu tướng hơi bi quan. Không, tôi tin cái sẽ tới, sẽ có. Khi mà người chiến sĩ quốc gia không bị những tầm thường câu thúc. Đối với tôi, thời mình cho lý tưởng tự do. Như ông chẳng hạn, nhưng vẫn còn quá ít trong sắc. Cuộc đỏ sức tính cho đến nay về số lượng thôi là Việt Cộng vẫn còn áp đảo chúng ta. Những người dám hy sinh cho lý tưởng trong họ không tài nào đếm xuể. Còn phía ta đếm không được quá 10 đầu ngón tay. Thiếu tướng hơi bi quan. Không, tôi tin cái sẽ tới, sẽ có. Khi mà người chiến sĩ quốc gia không bị những tầm thường câu thúc. Đối với tôi thì không bị một câu thúc nào cả. Ông Sắc, có phải cha ông trước kia là một cai tổng đã bị Việt Minh xử bắn về tội tàn sát cộng sản năm 40 không? Thưa ông nội, tôi đã từng đánh dẹp bọn Phan Xích Long. Ồ, ba thế hệ. Dạ, ông cố tôi. Bốn thế hệ, ông cố ông thế nào? Ông cố tôi là Trần Tử Ca, chủ quận Hóc Môn. Hóc Môn trước kia gồm luôn cả Củ Chi. Tôi có đọc sử đốc phủ Trần Tử Ca đàn áp quản hớn 18 thôn Dường Trầu và bị chính quản hớn bêu đầu. Trần Tử Sắc, thảo nè, mừng cho mối liên minh mới và quan hệ mới. Thưa thiếu tướng, tôi xin đem các cuộc đời binh nghiệp của mình cái phụng sự cho lý tưởng của thiếu tướng. Tôi rất cảm kích trước lời nói của anh. Anh nói rằng tướng thuần sợ, nhưng tôi không sợ. Cảm ơn anh đã không xem tôi như tướng thuần.
nhưng tôi không có được một quyết thống chống cộng. Tôi không được như anh. Ông của tôi là một phần tử Đông Du. Anh biết Đông Du không? Phong trào của Phan Bộ Châu đấy. Cha tôi là một trí thức Tây học. Xong ông không làm việc cho Pháp mà lại viết báo chống lại Pháp. Nhưng đó là chuyện của các cụ. Còn tôi đổ cửa nhân lực. Tôi là một trí thức. Tôi tốt nghiệp trường võ bị Marrakech ở Maroc. Sau đó sang tu nghiệp của Forbes Mỹ. Tôi tự chọn lấy con đường của tôi. Tôi sẽ cải tổ quân máy chống cộng. Tôi tự tin như vậy. Muốn chiến đấu và chiến thắng cộng sản, ta phải chiến đấu bằng cái này, trên cả cái này và ngay cả cái này. Chiến đấu với cộng sản chỉ đơn thuần như thế này, ta chỉ thua thôi. Bây giờ thì tôi nhờ anh một việc. À không, tôi giao cho anh trọng trách đây. Tôi đang chờ ông Huệ đón của thiếu tướng. Anh có biết cô gái của Tấm Ảnh này không? Dạ không. Nhưng người đàn ông đứng bên cạnh cô ta tôi biết. Anh ta là ai? Là kỹ sư Văn, du học bên Pháp thời trò ơn, về nước năm 56. Anh ta là em trai của một cô gái mà tôi đã mê. Cô gái rất đẹp ở quê tôi. Tên cô ta là Ân. Cô ta cũng yêu anh chứ? Cô ta hứa hôn với một tên vệ quốc đoàn bộ đội chủ lực ông Hồng Đào. Chắc thiếu tướng nghe danh tên Việt Minh này hồi 9 năm. Rất tiếc hồi ấy tôi không biết. Rồi sao nữa? Cô ta hứa hôn với một tên trong tiểu đoàn đó. Tên anh ta là Cung. Và anh đã thất tình. Tôi không dám chối trước mặt thiếu tướng. À, một người danh thế này mà để cho cô gái làm nhục à? Tôi đã giết cả hai khi chúng đi ngang rạch sơn. Hồi đó tôi làm đồn trưởng đồn đó. Tôi đã giết họ đúng vào ngày đình chiến 20 tháng 7. Họ chết trước đám cưới có một giờ. Kinh khủng. Kinh khủng thật. Anh Sắc, anh có biết bây giờ tôi nhìn anh là một con người như thế nào không? Thưa thiếu tướng, biết chứ. Thiếu tướng muốn nhổ toẹt vào mặt tôi. Nhưng quan trọng hơn là thiếu tướng hết sức vững tâm chỉ có một người cấp dưới như tôi. Không, anh là một con quỷ anh Sắc. Tôi không biết coi cô nói vừa rồi là một lời nguyên rủa hay khen ngợi. Hơn một lời khen ngợi. Cảm ơn thiếu tướng. Anh Sắc, cô gái trong bức ảnh đó là một nữ sinh. Hay đúng hơn, cô ta là một ca sĩ. Tên cô ta là Thanh Dân. Tôi đã quen cô ấy. Trong đêm cô ấy hát ở trường Cô Vang Đề Giojo để lấy tiền giúp trẻ mồ côi. Giọng hát cô ta thật tuyệt vời. Tôi đã mê cô ta. Chưa có một người phụ nữ nào làm tôi rung động bằng cô. Tôi đã yêu. Đã yêu. Thưa thiếu tướng, một quân nhân cấp tướng say sưa lý tưởng. Một vị tướng, một người say sưa lý tưởng không được quyền yêu son sắc. Không phải tôi cố bịa ra để lấy cớ tiến hành một âm mưu gì hay chuẩn bị một cuộc càn mới mà trước đây tướng Thuần đã làm. Tôi yêu cô ta thật. Tôi muốn lấy cô ta làm vợ. Người của tôi chụp được bức ảnh này tại bàn đạp suối sông. Họ đi chơi chiều thứ bảy à? Không, vào mặt khu họ còn trở ra nữa không? Ra, người của tôi điều tra cho biết như thế. Như vậy là cô ta có dính líu tới bọn Việt Cộng dùng này. Gã Văn kia thấy là một cán bộ cấp cao. Anh có bằng chứng hay đoán mò đấy? Tôi đoán. Sao phải đoán mò? Gia đình Văn thuộc hạng cộng sản gộc. Nếu thiếu tướng chống cộng từ trong ý thức thì lần này thiếu tướng gặp phải một đối thủ rất cân xứng. Văn đã vào khu quỷ gặp Việt Cộng, chắc chắn như vậy. Phức tạp. Phức tạp thật. Mà không sao. Không sao, thậm chí còn hay nữa. Biết đâu từ người thanh niên này mà ta tìm được một cái gì chăng? Anh Sắc, tôi quyết định bổ sung vào chiến dịch bóc vỏ trái đất phương án tìm diệt đầu não. Phương án này ta đặt tên là theo dấu bóng hồng. Anh thấy thế nào? Thú vị chứ? Tôi đợi lệnh thiếu tướng ạ. Như thế này nhé. Anh cho người bám sát cô ta. Hễ thấy cô ta dùng giáp ranh với mặt khu là cho bắt liền. Bắt tại trạm giao liền chứ nhiều tăng chứng. Ai cùng đi với cô ta cho bắt luôn. Tôi sẽ báo ngay với thiếu tướng. Xin chúc mừng thiếu tướng thành công với phương án bổ sung theo dấu bóng hồng. Tôi nhắc, phải hết sức nhẹ tay với cô em gái của tôi. Tôi sẽ nghiêm trị nếu cô em của tôi bị một vết cạch. Thiếu tướng an tâm. Thiếu tướng cho xin Tấm Ảnh ạ.
em đến từ nãy giờ nhưng cô đang chơi đàn. Hà tới chơi có chuyện gì không? Nhất định là có chuyện cần tới cô. Vậy à? Vậy mà cô tưởng Hà đã quên cô rồi đó. Cả tuần lễ nay không có giao cho cô công tác gì hết á. Từ trước cô đã dự những đêm không ngủ là gì? Nè, đêm mai chúng em lại tổ chức ở trung tâm Phú Thọ. Dạ. Chiều mai chúng em sẽ chờ cô tại chỗ cũ. Cô nhớ tới. Nhất định là phải tới rồi. Ủa, bộ đụng độ đâu hả? Đụng quân cảnh Mỹ ở cảnh sát giả chiến. Cô sao đốt được mấy xe Mỹ rồi? Nè, bọc ni lông phòng hơi cay nè, thế nào cũng lận vài trái chanh để rửa mặt. Hà xấu ghê vậy đó. Đi mỏng rủ người ta cùng đi chứ. Phong trào còn cần cô ở những chuyện khác. Giả lại cô không đốt được xe Mỹ đâu. Hà coi thường cô quá phải không? Em đi giỡn với cô thôi, chứ cô còn phải hát. Chúng em phân công với nhau như vậy, cô phải chấp hành, không được cãi. Ghê vậy đó, chấp hành nghiêm chỉnh. Cô, vậy em hỏi nè, vậy chân của cô hôm nay đỡ đau chưa? Còn bị phồng mấy chỗ. Hà nè. Dạ. Nghe hết bản nhạc cô vừa chơi chứ? Thưa cô nghe. Hà thấy làm sao? Nhạc van xong cô đánh buồn quá. Cô cũng cảm giác như vậy đó. Hà nè, đánh bản đó đi. Thôi sao vậy? Em mới học thêm đánh chưa được đâu. Kệ, đánh đi, đánh cho cô nghe mà. Đi, đánh đi. Chỉ vì muốn được nhìn ngắm em tự nhiên hơn và để cho mọi người không chú ý. Giọng hát của em lúc này hay lắm, đầy chuyển giọng lắm. Nhưng sao? Vài đứa bạn của em nhận xét giọng hát của em hay hơn nhiều so với thời kỳ em hát trong những đêm không ngủ. Chính những đêm không ngủ mọi người mới nhận ra em có một giọng hát hay, đầy chuyển giọng. Và trong những đêm không ngủ đó, em đã nhận ra anh và em đã yêu anh. Cảm ơn em. Nhưng bây giờ em là một người nổi tiếng. Nhưng điều đó không làm cho anh vui. Không, anh vui chứ. Nhưng em càng nổi tiếng bao nhiêu thì khán giả của những đêm không ngủ hoặc là những lúc hát cho đồng bào tôi nghe ít được nghe em hát hơn Thủy à. Biết sao được hả anh? Hát ở salon, trong những đêm tổ chức để lấy tiền giúp trẻ mồ côi trên sân khấu thì ý nghĩa xã hội cũng không kém. Nhưng dù sao thì anh vẫn yêu khán giả của những đêm không ngủ. Em có cảm tưởng là anh không thích những bông hoa và những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Kìa Thủy, sao em nói như vậy? Anh đừng dối em. Trong lúc đang hát em vẫn để ý đến anh đó. Em thấy anh không vui. Không, anh vẫn chăm chú nghe những bài của em hát đó chứ. Phải rồi, anh rất chăm chú và anh không vui. Không giống như các lần em hát ở quảng trường trong những đêm không ngủ. Trong lúc đó thì khán giả quảng trường không hề có thái độ ngưỡng mộ nồng nhiệt. Và cả bông cũng không nữa. Vì sao em biết không Thủy? Vì họ coi em là người trong cuộc. Vì em là họ, là chính họ. Đó không phải là âm nhạc. Em nói em đừng giận. Em muốn khán giả của em phải biết thưởng thức âm nhạc. Thủy, em nói như thế là khán giả của những đêm không ngủ hoặc là những lúc hát cho đồng bào tôi nghe lại không đủ sức để thưởng thức tài nghệ của em sao? Không, lần đó thì khán giả của em nó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Nghe em hát hàng ngàn tâm hồn quyện chặt vào nhau thành một khối. Đó là thứ ngưỡng mộ cao hơn mọi chữ tán dương, mọi thứ qua mà em đã nhận của những đêm biểu diễn khác đó chứ. Hồi ấy tôi đã tự quá ngắm mình. Tôi đã tự hài lòng với tài năng của mình mà thốt ra những lời hờn dỗi. Tôi đã nói cảm ơn. Còn em không cần lối ngưỡng mộ ấy. Thì em nói gì thì? Ôi, những tiếng vỗ tay, những bông hoa. Không, anh ghen với hắn. Dạ ai? Dạ tay thiếu tướng rồi. Không bao giờ. Nhưng sao? Nhưng anh thấy khó mà làm cho em hiểu những gì thiêng liêng trong tâm hồn của họ. Tại sao lúc đó tôi lại nông nổi như thế? Rất nông nổi. Tôi đã nói gì với anh ấy? Không, còn em không có lý do gì để em hiểu nó. Thủy, em nói gì Thủy? Thật là đáng tiếc.
Như thế mà họ coi em là một thần tượng được à? Đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh ấy đã nặng lời với tôi. Tôi hiểu rằng tôi đã xúc phạm những tình cảm thiêng liêng của anh ấy. Tại sao lúc đó tôi lại thấp hèn như thế? Rất thấp hèn. Tôi đã nói gì với anh ấy? Ôi, những tiếng vỗ tay, những bông hoa, những lời tán tụng nồng nhiệt, nghệ thuật mỹ miều ấy giữ để làm gì? Vô ích, vĩnh biệt. Lúc ấy, anh ấy đã đến gần tôi và anh ấy đã an ủi tôi. Thủy, em điên rồi sao? Em không chịu hiểu, em không hiểu gì cả. Không, em sẽ không bao giờ hiểu. Em... em sẽ không bao giờ hiểu. Thủy, anh không bao giờ muốn làm cho em giận, nhưng thà mình nói thật với nhau còn hơn giấu mãi trong lòng, để cho tâm tư mình phải thêm dằn vặt. Anh muốn nói gì anh cứ nói đi. Nếu cứ trên đà này thì anh e rằng em sẽ không còn là của anh nữa. Có ngày anh sẽ mất em. Anh sẽ mất em vĩnh viễn, Thủy à. Anh, những bông hoa đó đã ngăn cách chúng ta. Hay anh cũng tầm thường như những gã đàn ông khác, cũng hòn ghen và ngờ vực khi yêu một nữ ca sĩ mà anh cho rằng lòng trung thủy không có những kẻ thứ ra. Không, anh không phải là kẻ mang quan niệm thường tình hẹp hòi, chế bay phường cá kỵ. Bởi anh đến với em bằng tình yêu của những đêm không mà tiếng hát lời ca của em có muôn ngàn quyến. Là người như thế nào rồi? À, Thảo nào, hèn gì mỗi lần anh Văn tỏ ý không muốn gặp cô thường thì cô lại giận. Bữa nay nghe Hà nói cô mới giật mình đó. Hà nè, cô hãy kể cái này nghe. Dạ. Có liên lạc gì với anh Văn không? Đâu có. Có không? Không, em chỉ thấy điều bất lợi. Dạ. Nói đi cô đề phòng. Dạ. Con có khách. Ai vậy Măng? Đại quý sách. Cái ông đã có lần đến nhà mình và đã bị con đuổi ra đó. Không, Măng nói với ông ta. Không, con không gặp ổng đâu. Nhưng Măng đã nói là có con ở nhà rồi. Nhưng ông ta là ai hả con? Ông ta là tay chân của thiếu tướng Đàm Trọng Mẫn. Ông Mẫn đeo đuổi theo cô cả năm nay, mà lão sắc là người môi giới. Ôi, rất khả ố. Cô không gặp ông ta đâu. Mình vào trong đi cô. Vô trong, đúng rồi. Tiếp, lẹ lên. À, Thủy. Dạ. Con, Măng, Măng tiếp ông ta giùm con đi. Lẹ lên, lẹ. Dạ, mời đại quý. Dạ, mời đại quý rồi. Dạ, tôi là mẹ của cháu Thanh Vân. Xin lỗi, cháu nó bị nhức đầu, biểu đọc sách ít lại mà cứ không nghe. Có cần mời bác sĩ không thưa bà? Dạ không cần đâu, nhức đầu sơ sơ mà. Cái chính là cháu nó bị mệt. Vân mệt là phải, vào mật khu làm sao mà không mệt. Kìa, ông vừa nói gì? Cô Vân vừa thoát khỏi công an suối sâu. Tôi biết vì sao mà cô ấy thoát. Cô len lỏi đi bộ tránh các trạm gác. May mà không lọt lưới biệt kích của tôi. Bà không biết điều đó. À dạ không, tôi có biết gì đâu. Bà không biết là phải. Tuy vậy cô Vân không qua mắt được tôi đâu. Bà hãy gọi cô ra. Tôi cần gặp cô Vân ngay bây giờ. Dạ, nhưng tôi đã nói gì đại hứa mà. Là cô Vân nhức đầu sơ sơ. Dạ. Nhưng tôi hiểu là cô Vân muốn tránh mặt. Dạ không, xin thưa với ngài là em nó mệt thật mà. Bà Nga, bà hãy nghe tôi, mời cô ấy ra đây cho tôi gặp. Hay là muốn gặp tổng gia để cảnh sát mời cô ấy đi. Dạ, nhưng tôi thấy rằng con gái của tôi là cô Vân vô tội phải không? Bà đâu biết được chuyện làm bí mật. Vì lo lắng cho cô cho nên tôi tới đây định gặp, có đôi lời khuyên chân thật. Dạ nhưng tôi tới đây là theo lệnh của thiếu tướng Đàm Trọng Mẫn, tư lệnh hành quân. Còn nếu như bà thấy tôi tới đây quấy rầy gia đình bà thì... Dạ không. Chào dạ, ông xin ông. Chào cô. Thì ra lại là ông đó à? Cuối cùng thì cô cũng phải ra mặt trốn tôi cho thoát. Măng, là sao Măng lại năn nỉ xin xỏ? Hóa ra thiếu tướng Đàm Trọng Mẫn sai ông đến đây để tỏ tình hộ cho ông ta bằng những lời lẽ khiếm nhã vừa rồi đó à? Đó có phải là bố quan không Mẫn không? Bố qua thứ mấy rồi vậy Măng? Và tôi cũng đã thuộc lào cả những lời lẽ ông ta đã ghi trên danh thiếp. Cô Thanh Vân, cô đã thực sự lôi cuốn tôi bằng một giọng hát tuyệt diệu, bằng một sắc đẹp có thể nói rằng tôi chưa bao giờ gặp trước đây. Đủ rồi. Nào, ông cần gì ở tôi nào?
tự bàn chân cô đã tố cáo cô. Ly kỳ thật. Chân tôi phòng, không lẽ chân tôi không có quyền phòng à? Kìa, dân con. Ông hãy về nói lại với cấp trên của ông là tôi cảm ơn ông ta đã gửi tặng tôi bức ảnh này. Cũng như những lần trước, ông ấy đã gửi tặng tôi những bức ảnh tôi đang hát trên sân khấu. Đây, ông xem. Gửi tặng cô Thanh Vân với tất cả lòng ngưỡng mộ. Chưa hết đâu. Cô Thanh Vân, tôi đã là nô lệ trước sắc đẹp và giọng hát của Thanh Vân. Thanh Vân cô là tình yêu, là khát vọng của tôi. Còn bức ảnh này, ông ta ghi tặng tôi những gì nào? Thôi, đồ cợt vậy đủ rồi. Cô đừng quên nơi cô chụp ảnh là suối sâu. Suối sâu thì sao? Là cửa ngõ và mặt khu của Việt Cộng. Chết rồi Vân ơi. Con, ông về em hỏi lại cấp trên của ông là ông ấy có biết bản cấm mọi người đến suối sâu không? Mà trong ảnh không chỉ có hai đứa chúng tôi, bao nhiêu xe cổ, bao nhiêu là người. Dạ thưa ông. Thưa bà, cô Vân còn ngây thơ lắm. Tổng nha họ không dễ nghe những lời nói của cô đâu. Vân, tại sao như thế này hả con? Nghe lọt hay không là tùy ý các ông. Tôi với Vân của tôi đến suối sâu già sớm để thăm bè bạn. Tôi không quen đi bộ phòng chân thế thôi. Tôi nhắc lại, anh Vân của cô tức Năm Báo là một Việt Cộng vì trước đây tôi đã biết anh ta. Vân, quê cũ chi học ở Pháp về. Là Việt Cộng à? Ông có gì làm bằng chứng? Có, cô hãy chờ xem. Vân à, trời ơi sao vậy hả cô? Măng, thầm là vô lý, măng sơn dĩ mà làm. Bà lo là phải lo cho cô Vân, mẹ lo cho con là bổn phận của mình. Vậy thì tôi xin mời, ông cứ đi gặp anh Vân. Tất nhiên, chúng tôi sẽ gặp anh ta. Nhưng thiếu tướng Đàm Trọng Mẫn muốn biết cô trả lời vì sao cô đi với một Việt Cộng. Trả lời theo ý muốn của ông ta. Vân, ví dụ nhân dân của tôi là một Việt Cộng như ông nói thì tôi tội gì? Nay mai đây người ta phát giác ông là một Việt Cộng hay cai một tội tương tự, chụp ảnh ông tại nhà tôi. Không lẽ vì vậy mà tôi phải vô khám à? Vân, con nên ăn nói dịu dàng một chút. Con nói gì cần phải nói vậy, măng khỏi lo. Dạ, nó là con một tôi cưng nó từ nhỏ và đại quý thông cảm cho. Cô Vân, cô thừa biết tình cảm của thiếu tướng Mẫn dành cho cô không phải mới đây. Tất nhiên công an họ sẽ bắt cô nếu như thiếu tướng gật đầu. Xong làm sao ông ta có thể nhìn cô bị tù, bị đài đọa. Tôi khuyên cô nên dứt khỏi anh Vân của cô, rất nguy hiểm đó. Cô nhất quyết không đổi ý à? Tại sao tôi phải đổi ý? Tôi nói thẳng với ông như thế này, ông hãy về nói lại với cấp trên của ông là giữa tôi và ông ấy tuyệt nhiên không thể có điểm nào giống nhau. Cô sẽ hối hận nếu quả cô yêu ông Vân. Các ông định lấy sinh mạng của anh Vân của tôi để uy hiếp tôi đó à? Dạ thưa với ông, nếu chẳng may anh Vân của tôi bị các ông hại, tôi cũng không thể lấy ông ta. Đáng tiếc. Chào bà. Dạ. Chào cô. Ông đừng quan tâm ảnh. Vân ơi, con làm cho hắn quá hận khó lắm đi. Khó gì, bất quá thì con vô khu con ở luôn. Sao? Con chỉ sợ mang buồn thôi. Trời ơi, hắn quá, bất lợi lắm. Cái da dị mặt thì ghét hả? Cô làm thế thì được phần cô, nhưng còn thời gian. Chết rồi. Anh Vân, đáng lẽ cô phải mềm mỏng hơn. Làm sao? Làm sao nhắn anh Vân bây giờ? Làm sao? Xin phép bà. Xin phép cô, em phải đến trường. Hà, Hà nè. Hà có cách nào nhắn anh Vân giúp giùm cô được không? Thời gian. Được không? Vân, con ơi, hay là sao? Măng bảo sao? Con phải nhận lời lý thuyết tướng Mẫn à? Không, không, không đời nào. Cô không thể nào mất anh Vân của con được. Không thể mất, nhưng mà cách nào? Bằng cách nào để không thể mất anh Vân của con? Cô có thể che chở được cho cậu Vân bằng đôi tay yếu đuối hay bằng trái tim run rẩy, trong khi xung quanh là đầy dẫy như cảnh sát nổi chìm và những hàng rào dù cui như những đôi mắt của vợ đặc trình đe dọa mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây mỗi phút. Trời ơi, Vân là Việt Cộng thật, măng không thể làm ngờ được. Lâu nay măng chỉ biết cậu Vân qua lòng mến yêu quý Cộng, như quý Cộng một người có học hiền hậu chân tình với con và lịch sử trong cư xử với măng. Măng trân trọng tình cảm đó của con đối với cậu Vân. Như xưa kia ngoại con đã từng trân trọng ba con một trí thức giàu lòng nhân ái. Ba con không theo Tây cũng không làm cộng sản. Suốt đời, suốt
lúc đời ba con chỉ biết sống vì vợ vì con. Còn mắng ngày trước khi còn con gái cũng mong đẹp cũng khổ đau, mong tưởng mình chết đi, chỉ có chết đi mới bù đắp cho sự tan vỡ muốn duyên đâu. Số phận của cậu dân cũng không sao thoát khỏi cảnh tù tội giam cầm. Sống đã không yên ổn được tâm tư, sống để giữ được yêu thương lại trăm ngàn lần cũng khó. Con ơi, thế mới biết cuộc sống là luôn luôn chọn lựa, sao cho an nhàn không giữ bận tâm cân. Giữa cảnh tình này mắc chẳng có gì hơn là thành thật khuyên con nên suy. Mắt sống là gì? Vì bổ phận thì con cũng đừng để mang phí thức dòng nghiệp, đừng để mang phí mòn mỏi theo mãi cô đơn trong đêm đông. Măng ơi, không, con đừng nghĩ rằng măng ép cổ. Bây giờ đây, đầu con đang đau bụng, tim con đang tê dại rồi, con ơi. Kìa, con, Thủy, bây giờ tiếng nói chót là cô Thanh Vân. Đúng vậy, mạng sống của kỹ sư Vân tức Năm Báo là tùy thuộc tiếng nói của cô. Vân, con quyết định mau đi con. Tôi đã chờ đợi cơ hội này suốt một năm nay rồi. Đây là lòng kiên nhẫn hiếm có của tôi, và hôm nay sự kiên nhẫn đó phải được kết thúc bằng sự đánh đổi tánh mạng của kỹ sư Vân.
Tôi không hiểu ra sao cả. Nói một cách khác, trong cuộc chiến tranh này, chúng tôi cố gắng đạt được một trong hai điều sau đây. Một là có càng nhiều người dính líu với chúng tôi càng nhiều càng tốt. Hai, nếu không thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cách sống tự do của tất cả mọi người. Tự do làm giàu, tự do trụy lạc, tự do ăn chơi, tự do tu hành, vân vân. Nhưng trừ một thứ tự do là dính líu với việc cộng. Tôi nhớ có lần cô Thanh Vân đã nói với tôi, dù kỹ sư Văn có chết, cô cũng không lấy tôi. Có thể tôi sẽ không đạt trọn được ý nguyện đó. Cô không thuộc về tôi hay thuộc về ai chăng nữa, thậm chí vô chùa cũng không sao, miễn kỹ sư Văn chết thế là đủ. Chắc có lần cô đã xem ảnh đại tá Nguyễn Ngọc Loan nổ súng vào mang tay của một vị cộng tại đại sứ quán Mỹ trong đợt Tết Mậu Thân. Thì tại sao tôi không làm như vậy? Tại nhà này tôi làm được, và ông Sắc sẽ là nhân chứng của tôi. Cái thứ tạo nên một Việt Cộng đang bị truy nã trốn ở đây, và hắn dùng súng chống. Bây giờ tiếng nói chót là cô Thanh Vân. Đúng vậy, mạng sống của kỹ sư Vân tức Năm Báo là tùy thuộc tiếng nói của cô. Vân, con quyết định mau đi con. Tôi đã chờ đợi cơ hội này suốt một năm nay rồi. Đây là lòng kiên nhẫn hiếm có của tôi. Và hôm nay, sự kiên nhẫn đó phải được kết thúc bằng sự đánh đổi tính mạng của kỹ sư Vân. Tôi không hiểu ra sao cả. Nói một cách khác, trong cuộc chiến tranh này, chúng tôi cố gắng đạt được một trong hai điều sau đây. Một là có càng nhiều người dính líu với chúng tôi càng nhiều càng tốt. Hai, nếu không thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cách sống tự do của tất cả mọi người. Tự do làm giàu, tự do trụy lạc, tự do ăn chơi, tự do tu hành, vân vân. Nhưng trừ một thứ tự do là dính líu với việc cộng. Tôi nhớ có lần cô Thanh Vân đã nói với tôi, dù kỹ sư Văn có chết, cô cũng không lấy tôi. Có thể tôi sẽ không đạt trọn được ý nguyện đó. Cô không thuộc về tôi hay thuộc về ai chăng nữa, thậm chí vô chùa cũng không sao, miễn kỹ sư Văn chết thế là đủ. Chắc có lần cô đã xem ảnh đại tá Nguyễn Ngọc Loan nổ súng vào mang tay của một vị cộng tại đại sứ quán Mỹ trong đợt Tết Mậu Thân. Thì tại sao tôi không làm như vậy? Tại nhà này tôi làm được, và ông Sắc sẽ là nhân chứng của tôi. Cái thứ tạo nên một vị cộng đang bị truy nã trốn ở đây, và hắn dùng súng chống lại tôi, bắt buộc tôi đây phải diệt đối phương. Chúng tôi quen dàn dựng một cách giống như thiệt trong vài phút thôi. Một tấm Việt Cộng và khẩu súng cầm tay, vài chất đạn trên tường, thế là xong. Và một tấm ảnh cỡ bự sẽ được đăng trên nhật báo thủ đô. Sài Gòn là ổ dư luận mà thôi, thì có ai dám tò mò thật hư? Dân, con trả lời đi, trả lời mau đi con. Hãy nói là kỹ sư Vân không có hạn. Gần một năm nay, kể từ ngày chúng tôi chụp được hình cô và gã ở suối sâu, gã đã không xuất đầu lộ diện. Tưởng gã đã ra khu rồi. Ai dè, gã vẫn bí mật hoạt động nội thành. Trong khi tổng nha cảnh sát chưa biết điều này, thì chúng tôi đã bắt được anh ta. Thiếu tướng cố tình ém nhẹm vụ này để làm mục đích riêng cho mình. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn đối xử đẹp với kỹ sư Văn. Nhưng 5-3 phút sau đây là mọi việc sẽ khác hẳn đấy.
Mong quý trọng cậu Văn, quý trọng con biết rõ lòng mang ở đây á. Yêu thương con mong luôn chiều luôn mọi tính đó. Mong thủ phận mình cũng vì cuộc sống của con. Nhưng tình thế hiện nay đã buộc chúng ta phải chọn lựa để hiếu kỳ. Mong tâm mong lòng của nhà nát thì thương con mới đau khổ đòa đài. Chửi con đâu tính tháng tính ngày. Chữ yêu đến đây mong nhường con chọn lựa. Nghĩa sinh thành giai mượn được ai đâu. Con yêu dân với mối tình con cần phải bình tĩnh để suy nghĩ. Con hãy cứu lấy Văn, con chính là con cứu lấy con đó. Cứu lấy anh Văn thì được rồi, còn cứu lấy con thì sao? Thôi được, trước khi trả lời với các ông, tôi muốn vào nhà giam để gặp anh Văn. Được, cô sẽ gặp ông Văn ngay tại đây. Sao? Tại đây à? Đại quý, tôi nhờ ông. Tuân lệnh thiếu tướng. Như thế là thế nào? Mau đi đi. Cô cần 10 phút để yên tĩnh. Nhưng đi đi mà. Làm gì? Làm gì bây giờ đây? Anh thương yêu ơi, không phải em không đủ can đảm để liều. Em chết thì thật là đơn giản, mà làm sao chăm sống mới là. Mà anh thì nhất thiết vì được tự do. Vì tự do đối với anh là lẽ sống, là hạnh phúc đời. Má, em vẫn nhớ lời má dạy. Yêu là cho tin nhắn, thì tự do của anh là bổn phận của em. Anh thì được tự do, vì sự nghiệp của anh còn trải suốt dằm dằm. Nắng lên và gió thiên, em cần giải thoát cho anh. Anh hãy hiểu cho em đâu muốn trở thành một kẻ bạc tình. Nhưng dầu thế nào đi nữa, em vẫn là của anh, em vẫn yêu anh mãi mãi. Anh phải sống, anh phải sống. Như thế thì mình gặp anh Văn đi làm gì? Trước mặt anh ấy mình sẽ trở nên yếu đuối, rồi
mà sẽ khóc. Và như vậy thì đời nào nấy chưa chấp nhận giải pháp này. Không, dù thế nào đi nữa, thế nào đi nữa anh Văn cũng phải sống. Anh Văn phải sống. Cho tôi nói chuyện với Tính Nó Mẫn. Tôi cần gặp ông Mẫn. Tôi cần đây. Gặp ông. Có tôi đây. Tôi Thanh Văn cần chi? Xin ông nhắc lại điều kiện. Tôi sẽ thả Kỷ Sư Văn nếu tôi đồng ý làm vợ ông. Xin cô nhắc lại, hơi đột ngột, tôi nghe chưa rõ. Ông hãy thả Kỷ Sư Văn được tự do. Tôi đồng ý làm vợ ông. Thanh Văn không chờ Kỷ Sư Văn sao? Không, không cần. Tôi không cần gặp anh Văn. Măng, con nhờ Măng. Sao? Măng để ý giùm con. Bao giờ mà anh Văn được tự do đó, Măng trở về đây mặc áo cưới cho con. Mặc áo cưới thì con đi lấy chồng. Giờ rất dâu tùy thiếu tướng chọn. Khoan đã. Gì nữa? Làm vợ ông như vậy chưa đủ hay sao? Với tôi dù nửa giờ trong danh nghĩa cũng đủ lắm rồi. Nhưng đối với một thiếu tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì đối với lời hứa của một cô gái đã từng yêu một việc cộng có cỡ như Kỷ Sư Văn, thì bắt buộc tôi phải xem như đây là một món hàng quý mà không có bảo hiểm. Vậy ông cần gì ở tôi nữa? Tôi cần sự chung sống giữa tôi và cô có một cái gì ràng buộc. Ràng buộc vĩnh viễn càng tốt, mà sinh mạng của hai mẹ con bà là con dấu bảo đảm cho tôi. Trời ơi, ông Mẫn, ông quả là con người. Con ơi, đằng nào thì con cũng... Được, tôi bằng lòng. Thả đi, thả ngay đi. Chừng... Trình thiếu tướng. Rõ một vấn đề. Quan hệ giữa chúng ta từ trước đến nay đến lúc phải chấm dứt. Như anh biết, tôi là một nghệ sĩ. Báo chí gọi tôi là nghệ sĩ lớn có lẽ cũng không quá đáng. Còn với anh, người ta nói anh là một việt cộng, thì làm sao có thể hài hòa được bốn xung khắc đó. Phải, đã có một lúc nào đó tôi đã yêu anh, yêu sai đắm nữa. Nhưng tôi xin anh, anh ấy coi như đó là sự bồng bột nhất thời. Như thế này là thế nào? Các ông đưa tôi đến đây để làm gì chứ? Thanh Dương! Thanh Dương! Anh ấy đã
Con trong hoàn cảnh của Năm thì con phải đành chấp nhận như vậy thôi à. Phải rồi, mấy người chỉ mong có như vậy thôi má. Mấy người có biết thương xót ai đâu. Má nói con tức muốn nghẹn cổ vậy. Khải, cả nhà mình hồi ba con còn sống cho tới tất cả anh chị con, ai ai cũng đều lo cho người khác còn hơn là lo cho bản thân của mình. Nhưng tất cả đều chết, nhưng chết một cách rất là xứng đáng. Chưa bao giờ má hổ thẹn vì con của má. Sao hôm nay con dễ dàng con nhận lấy sự hy sinh của người khác, mà con không biết rằng cuộc đời của con Thủy nó sẽ bị mai một ra sao. Má, những lời trách mắng của má từ nãy giờ chính là những lời tự dấn lương tâm con. Má ơi, con không hiểu tại sao đương nhiên Thủy tự nhận mình làm vợ kẻ thù. Con không hề biết được quyết định này. Nếu con biết được thì... Báo, con nói sao Báo? Con không hề biết được quyết định này. Má ơi, Thủy nói với con rằng... Làm rõ một vấn đề, quan hệ giữa chúng ta từ trước đến nay đến lúc phải chấm dứt. Như anh biết, tôi là một nghệ sĩ, báo chí gọi tôi là nghệ sĩ lớn có lẽ cũng không quá đáng. Còn như anh, người ta nói anh là một việc công, thì làm sao có thể hài hòa được mối xung khắc đó. Phải, đã có một lúc nào đó tôi đã yêu anh, yêu sai đắm nữa. Nhưng tôi xin anh, anh ấy coi như đó là sự bồng bột nhất thời. Má ơi, con không hiểu tại sao. Tại sao con không hiểu? Vì con Thủy nó biết rằng con không bao giờ chấp nhận cái sự hy sinh đó. Má, Thủy không chỉ muốn cứu con thoát chết, mà muốn con phải căm ghét Thủy. Thủy quên Thủy, chi vậy má? Thủy cao quý quá, con tôn thờ hình ảnh này cho đến chết. Đừng khóc, dù biết rằng cuộc sinh lý này đang làm cho ta phải rơi mắt. Nhưng anh xin em đi nén lòng chờ đợi, để đến khi mỗi đứa một nơi thì mình sẽ tâm sự với riêng mình. Xác pháo tan rồi, đời của Thủy sẽ ra sao? Anh được tự do là nguyện ước lớn lao. Một phần của em cũng phải sống sao cho xứng. Không, nếu tình đắng này không còn khác hơn là anh chịu chết để tình ta sáng trong thanh tâm. Anh ơi, anh cần phải sống. Nhiệm vụ của anh còn rất nặng nề. Anh quên.
quên là má chỉ còn có một mình anh đó hay sao? Và đây là cơ hội để em đền đáp lại những mất mát lớn lao của không. Thủy ơi, tại sao không đền đáp? Và tại sao con phải đền đáp? Tình yêu là phải tha đấu hy sinh để bảo vệ em phải sống, người yêu em phải sống đi tiếp đoạn đường vẫn đang đi. Đó là em đã đền đáp lại cho anh, em đã đền đáp lại cho má. Không, không anh ơi. Anh cần phải sống, anh cần phải sống. Em đã trốn rồi. Thủy ơi, thời gian bây giờ đối với hai ta chỉ còn trong khoảnh khắc nữa mà thôi. Sự hy sinh của em thật là cao cả, nhưng anh không chấp nhận. Làm sao cho anh hiểu bây giờ đây? Anh có biết rằng mạng sống của anh lớn lao lắm đây không? Nhưng là mạng sống của em không kém gì anh đâu. Đừng tránh cãi với anh nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ giết chết được anh đâu. Đừng liều lĩnh. Ngày chiến thắng lại gần kề rồi. Đừng liều lĩnh như thế mà không nên gì nữa. Anh không biết bọn chúng độc ác đến chừng nào đâu. Khi thân xác của em chưa thuộc về chúng nó thì anh có thể chết. Chết bất cứ lúc nào, chết không cần phải bằng chứng. Cũng như chúng bằng lòng trả cho anh được tự do. Không phải vì anh không là cộng sản. Tình cảnh ấy chúng nó sắp bại, không còn cách nào khác hơn được nữa. Đó là ý định của bôi đen nhân phẩm. Nó cay đắng lắm, tủi nhục lắm, nhưng miễn anh hiểu thì em hạnh. Thủy ơi, thôi nhé, từ đây và mãi mãi, tôi hẹn hò, tôi chờ đợi ngóng trông anh. Hãy cho em được chia tay lần cuối bằng nụ đầu chúa vui. Thủy sống xứng đáng cho con. Điều ấy con tin. Nhưng mà nói cố quên con là thì con không tin chút nào. Má ơi, giả thử con được tự do, Thủy trở thành vợ kẻ thù, Thủy có thể sống được hạnh phúc hay không? Cuộc đời của Thủy có được an bài hay không? Nếu sống được hạnh phúc, cuộc đời của Thủy đã an bài thì thật là điều đáng tiếc. Nhưng dù sao thì con vẫn tin rằng Thủy không bao giờ sống được hạnh phúc. Vì tình yêu của hai con, tình yêu của hai con bây giờ không phải là chuyện riêng tư, mà nó quan hệ cho cả một cuộc đời. Má, thôi chuyện đã qua rồi, má đừng buồn nữa nha. Má không buồn sao được con. Cuộc đời của má chỉ còn lại có một mình con. Nên việc mất mát của Thủy không sao mà buồn đắt được. Má tiếc cho con dâu của má, không khác nào má tiếc cho cuộc đời của con. Má, tình thế bắt buộc các đồng chí thường vụ khu Mỹ phải điều con ra chiến đấu ở chiến khu. Con gửi gắm Thủy lại cho má. Còn con phải đi xa má. Con đi là đã yên phận của con rồi. Nhưng má ơi, nỗi đau của má từ trong lo lắng cứ mang đến mắt má dưỡng nuôi suốt đời má cay đắng. Năm tháng trôi qua không bao giờ trở lại, mà nỗi đau của má thì cứ chồng chất thêm đau mày không. Con tưởng chừng
bước vào đời là đối diện với cay đắng khổ đau. Sông các con ra trong quãng dài cực nhọc giáo lao, lầm lũi thân đơn mưa sầu gió thẳng. Như cánh lê tòa thành bảo giữa đồng sâu, lặng lẽ âm thầm vì mai sau cô bé. Má cảm ơn cô, má cảm ơn cô đã nghĩ về đời má. Nhưng kể làm gì đau khổ đau quá. Đã là mẹ cha sanh các con ra tình duyên của con cứ dám giờ để cho lòng má phải chịu số đau. Rồi bây giờ con sắp phải đi xa, má biết cậy nhờ ai đến chốn chiều chăm sóc. Phải chi em thường còn sống thì đời má đâu phải ngậm ngùi chịu chăm. Con người nó yên nghĩa rồi giữa lòng đất. Nếu nó còn thì má cũng đỡ quanh yêu. Bao ơi giờ con sắp phải đi xa, giây phút này đổi với ma thật là quý giá. Con ơi khoảng đường phía trước con còn lắm gian khuôn vất vả. Ôi, mà khuyên con nên quên đi nỗi buồn vì tình riêng chưa tròn, để thành tới dân nghe sức mình cho xứ sở quê hương. Rồi, con đi rồi. Tụng thần của má, má phải có bổn phận để lo cho con thủy con à. Vì nơi con thủy nó sống là chiến trường không bom không súng, nơi mà quân thù đang rình rập đầy dây những gia tâm. Dù con thủy nó đang sống trong dòng huyết nga, nó vẫn nghĩ một lòng má ơi, tâm sự gì con cũng nhờ má. Con gửi gắm Thủy lại cho má. Nếu sau này có dịp má gặp lại Thủy, má nhớ nói giùm con rằng con vẫn yêu Thủy, con vẫn chờ đợi Thủy nha má. Con, má gặp Thủy má sẽ nói như lời con nói. Má, má ơi, sắp tới giờ con phải ra đi. Con muốn ngồi thêm bên má vài giây phút nữa. Bao má. Tướng nhìn miếng bít này giống lãnh thổ Nam Việt Nam không? Anh sai rồi, đừng uống nữa anh sắc. Trung tướng mời tôi tới để tâm sự, cho tôi uống rượu rồi biểu đừng sai. Tôi chưa sai rồi. Trung tướng nhìn kỹ coi miếng bít này giống lãnh thổ Nam Việt Nam. Chỗ này là vùng đất cao nguyên, chỗ này là Sài Gòn.
Tổng thống gọi dùng đất cao nguyên là đầu Sài Gòn là tái. Tổng thống hô hào phải dồn quân lực cho cái đầu, trong khi Bắc Điệp thả sư đoàn 320 áp sát bang Mê Thuộc, thì tổng thống lại lệnh cho ông Phú điều lực lượng từ bang Mê Thuộc lên Pleiku. Chỉ trong vòng hơn 30 tiếng đồng, Bắc Điệp thả sư đoàn 320 áp sát bang Mê Thuộc, thì tổng thống lại lệnh cho ông Phú điều lực lượng từ bang Mê Thuộc lên Pleiku. Chỉ trong vòng hơn 30 tiếng đồng hồ là Bắc Việt nuốt trọng. Quân của ông Phú chạy như dịch dịp An Giang. Ban đầu chạy có 1.000 thằng, về tới Phan Rang điểm danh lại còn 75 đứa. Mới đây mà ban Mê Thuộc đâu mất rồi, cộng sản Bắc Việt nuốt mẹ còn đâu. 5 năm chiến đấu với quyền của tôi, lúc nào anh cũng giữ đúng tác phong là một sĩ quan. Tại sao hôm nay anh quá trớn vậy? Quá cái con mẹ gì. Xin lỗi trung tướng. Thằng sắt này chưa đáy giờ chiến lược chết tiệp của thằng cha quê là chưa quá lắm rồi. Mẹ chiến lược gì mà như cái con. Vậy là coi như phần đất Nam Việt Nam đã mất mẹ nó cái đầu. Miền Nam chỉ còn trơ trơ là cái đáy. Cái đáy cũng không còn, Sài Gòn đang trong cơn hấp hối. Vậy mà thật cha quý ông còn quên qua khoác lác tuyên bố đổi chiến lược lại là nhẹ đầu nặng tay. Cái đầu đã mất tiêu, chạy nhẹ là nhẹ ở chỗ nào? Rồi mai đây cái đáy cũng không còn, Sài Gòn chung số phận vùng đất cao nguyên. Bố chỉ dùng tam chắc sát động địa tinh thần, sẽ là nơi dùi chôn mà trung tướng cùng đường. Tôi và trung tướng mất tích với đái cũ truy luôn. Nghe nói sáng nay trung tướng được mời vô dinh tổng thống để bàn việc cố thủ tuyến Củ Chi. Thủ cái con mẹ gì, Củ Chi có còn là đất của trung tướng nữa đâu. Nó là đất của trung đoàn 174 Việt Cộng, trung đoàn 8824 của Việt Cộng từ Long An áp sát Củ Chi. Hơn 10 năm nay Củ Chi có còn là đất của trung tướng nữa đâu. Nó là đất của du kích Việt Cộng rồi. Ai đó vô đi, trung tướng cho phép. Bà trung tướng đi mua thuốc trụ sinh với bông băng tiếp tế cho cộng sản à. Nè nè, sao? Ai nói anh là vợ tôi tiếp tế cho cộng sản hả? Dẫu làm gì trung tướng, trung tướng biết thừa đi rồi còn hỏi. Mai anh em vợ của tổng thống còn bán vũ khí cho Việt Cộng, huống hồ gì vợ có ngày trung tướng. Trung tướng, theo lệnh trung tướng, tôi dẫn bà Năm đến. Cho bà Năm vào. Rõ. Trung tướng thì cố đi tìm Việt Cộng, trong khi Việt Cộng nằm trình ình bên cạnh nõn nà mũm mĩm thì lại không bắt. Cái đó mới thiệt là kỳ. Anh Sắc, tôi cần nói chuyện với bà Năm. Anh Sắc phòng bên đi, có gì cần gọi mấy đứa nhỏ. Mời bà Năm ngồi. Ở dưới nhà giam họ đối xử với bà có tệ lắm không bà Năm? Cảm ơn, lính của ông không khiếm nhã lắm đâu, họ khá lịch sự đấy. Không lịch sự đâu bà Năm. Bọn chúng vô học, hàng máu, thú vui nghề nghiệp của họ là rượu và đánh đập. Vì tôi cấm chúng nó đụng đến bà. Thà chịu những trận đòn của bọn người vô học, có lẽ nó còn ít đau đớn hơn những món đòn cân não của những kẻ trí thức. Các ông muốn gì ở mụ già này? Bà Năm, tôi đủ trí khôn để hiểu rằng khảo tra đánh đập chỉ làm cho bà thù oán chúng tôi thêm. Giả lại tôi cũng không mong khai thác ở bà được những nguồn tin quan trọng. Vậy chứ ông bắt tôi đi làm gì? Chúng tôi rất biết là cộng sản ở trong lòng thủ đô hay ở Củ Chi rất quý trọng mạng sống của bà. Chắc là kỹ sư Văn sau khi hai tin bà bị bắt, ông ta bối rối.
và những người du kích ở khu thi cũng sẽ mất ăn mất ngủ vì tin này. Giờ này ở Củ Chi đã yên bốn đảng, nhưng dưới địa đạo lại không vui. Trong những khoang hầm công cộng họ không còn bài trò văn nghệ. Những chàng trai thôi nói lên những lời yêu đương họ hẹn với các cô gái. Chúng tôi bắt bặt giống như con trồn cắt con gà mẹ, để cho bầy gà con phải sao xác ngẩn. Nhất là những thương binh, họ không chịu để cho y tá trao bằng. Họ đau đớn khóc than, không phải vì thương tích đầy mình, mà là niềm đau mất mẹ hiền đã làm cho họ buốt nhói tận tâm can. Các người nhận tâm có ra là những người hèn, liêu trích mà thường anh hùng đã bắt tôi trong giờ săn sóc thương binh. Lúc tôi đang đúc dao móc con cho từng đứa con tôi vừa bị loại khỏi chiến trường, không còn khả năng tự vệ mình thì còn đâu bảo vệ cho người thân. Người ta nói nước Mỹ văn minh, sao các ông không học hỏi ở thầy mình? Hãy là người Mỹ cũng nghèo, cũng công ơn vì loài giả vui. Bà Năm, tôi nghe người ta kể những người sống ở đất Củ Chi không thể thiếu bà một phút giây. Như vậy là nghĩa làm sao? Nhất là những du kích trẻ, ngày ngày họ chọi với bom với pháo ấy, vậy khi mà im tiếng súng họ lại bò về với bà. Không để làm gì cả, chỉ cần gọi một tiếng má thôi, rồi bà cho họ một gói cơm vắt, liện cho họ một khúc mía, hoặc nói dối theo vài lời mắng yêu. Thế là họ đã mãn nguyện. Như có thêm sức mạnh, như vững vàng tinh thần bò ra ổ chiến đấu, tiếp tục tranh sống tranh chết với tử thần, đối chọi với bom cài đạn xấu. Lúc đầu tôi cho nói như thế là hơi quá đáng, song hôm nay lắng nghe tâm trạng của bà, tôi không còn hoài nghi nữa. Quả thật ruột gan của bà bây giờ như ai thiêu ai đốt. Tâm trạng này giống như là một bà mẹ đã lỡ chuyến đò chiều, đành ngủ lại ở một bên sông xa lạ. Mà lòng người mẹ thì cứ mãi xôn xao, chúng cho bầy con rót sữa ở nhà, chung vất vả trong lòng mẹ về. Trong lúc mẹ căng bầu sữa nặng tình con, bà Năm, hôm nay chúng tôi cướp đi một mạng sống của bà. Đâu chỉ thắp một ván cờ, khi đã đến hồi ăn thì các ông còn chậm chờ chi, chưa xuống tay để kết thúc một ván cờ. Nhưng khốn nổi là tôi chưa thể giết bà. Tại sao? Vì trong đầu bà còn nhiều bí ẩn. Như vậy là tôi vẫn còn được sống, chỉ những điều bí ẩn còn ám ảnh trong lòng. Tôi biết rằng bà sẽ khuyên tôi rằng đừng có hy vọng mà hoài công. Đúng thế, ông đừng mong khai thác cho tôi những gì mà ông cần muốn biết. Không, bây giờ thì những điều bí ẩn trong đầu tôi sắp được làm sáng tỏ, mà tôi không cần đến bà. Tuy có một điều là kết quả lại không đúng theo khuynh hướng của tôi mong muốn. Đúng, cộng sản bắt diệt nước mẹ nó ban mê thuộc, vậy là chiến thuật nhẹ ở đầu nặng ở đáy. Chết tiệt của thần cha quê hương đã bán rẻ quốc gia này cho Bắc Việt. Anh Sắc, tôi rất hối hận vì đã mời anh đến nhà và để cho anh uống quá nhiều rượu. Vì trung tướng cho là một nước đồng minh lớn phản bội thằng đồng minh nhỏ là không đáng tội. Bà Năm này, bà đừng để ý đến anh ta. Ngay cả những khi không uống rượu, anh ta vẫn ăn nói vô thức như vậy. Không, tôi thấy ông ta nhận định tình hình chính xác hơn ông đó chứ. Đừng dội bà Năm. Cái trò chiêu hồi tâm lý chiến xe bày đặt ra chỉ là cái trò khỉ. Tôi nói bà đừng giận.
Ngay cả cái ban địch vận cộng sản bên phía bà không ra cái đám ôn gì đâu, không ăn thua gì với tôi đâu. Bệnh của ông chắc không có thứ thuốc nào trị nổi nữa đâu. Đáng tiếc là những người cấp dưới của chúng tôi cầm súng bắn vào cộng sản bằng vô thức. Họ không tin vào lý tưởng. Còn chúng tôi thì trung tướng khác. Trung tướng có lý trí, không phải vô thức. Đúng. Vì vậy tôi bắt buộc lính của tôi phải phục tùng theo lý tưởng đó. Còn anh, tôi rất khó chịu vì anh ít chịu phục tùng. Trung tướng cảnh cáo tôi tốt hơn hết là im. Thằng sách này đang nằm dưới đáy. Bà Năm, điều bí ẩn trong đầu của tôi là không hiểu tại sao phía bên bà lại có sức chịu đựng lớn lao như vậy. Ông không hiểu gì sao họ chịu đựng được thì ông nên tìm hiểu những niềm tin của họ. Dẫu có giảng giải bao nhiêu thì các ông cũng không hiểu nổi đâu. Chỉ trừ có một cách. Cách gì? Các ông tự chĩa súng vào đầu rồi ra lệnh bóp cò, tiếng súng nổ, ấy là sự giải đáp cuối cùng. Hay! Tôi rất khoái cách giải đáp của bà. Bà đúng là một bà mẹ củ chi rất ư là hào phóng. Đã ném con mình vào trận. Tính riêng bà đã có 7 đứa con chết trận. Ông sắc rằng về tôi quá. Ông rằng về tôi cũng phải. Vì riêng ông đã giết của tôi hết 2 đứa rồi. Thằng Kỷ với con Liên người yêu của nó. Tôi không chối đâu. Nhưng bà tính sổ lại coi. Dường như không phải 2 mà là 4 lần. 4? 4 đứa con tao chết vì tay mày. Đây là con ông với thằng cung. À thôi tao nhớ ra mày rồi. Thì ra mày là cháu ba đời của đốc phủ Trần Tử Ca đây mà. Mày là thằng sang đồn trưởng Rạch Sơn đây mà. Lúc đầu gặp mày tao ngờ ngợ. Sang, mày thay hình đổi dạng khéo lắm sang. Thằng cha của mày 2 đời làm tay sai. Bây giờ tới phiên mày, mày cũng thay thầy đổi chủ. Mày đã vỉa hơn cả cái thằng cha của mày nữa. Sang, tao hỏi mày, vậy cũng ân nhà tao nó có tội gì mà mày giết nó? Hả? Mày muốn lấy nó làm vợ nó không chịu. Nó có làm hại gì mày đâu. Còn cái thằng cung, thằng cung là thằng chồng chưa cưới của nó, là bạn học của mày từ thuở nhỏ mà. Sang, Sang ơi, mày làm cái thằng sanh đẻ tại củ chi. Mà mày nên nhớ rằng người củ chi thì ai ai cũng hiền hòa như đất mẹ. Chỉ có riêng mày, riêng mày sao mày lại quá giả tâm, không còn gì là tính nhân. Cũng ông thì thằng cũng hai đứa nó thương nhau đợi chờ suốt 6 năm. Ngày qua bên đầu tiên tao chọn làm ngày tiên. Thằng nhắn cho người lính tao có Rạch Sơn, nó về ăn cưới cho qua quân tình nghĩa anh em. Tao nghĩ rằng qua bên rồi là quá tan thù hận. Vui này là vui chúng cả dân tộc Việt Nam. Trời ơi, tao có ngờ đâu mày là một tên cuồng bạo. Mày đã giết chết cả hai cô dâu và chú rể trong ngày con ân và thằng cung làm lễ tông. Sang ơi, mày là loài giả nhân, mày là con quỷ đuổi dạng thay. Tao nghĩ dù sao mày cũng nấy tình. Trời ơi, tao đâu có ngờ mày là thằng tán tận tâm. Mày đã theo chân, mày theo chân giặc Mỹ đi hàng, đem linh biệt kích. Mày băng giết đồng bào, băng phá thu chi. Tụi mày chưa hết đâu sao? Tụi mày chưa hết đâu. Mày nhớ vụ thằng Kỷ không? Thằng Kỷ nó bị thương từ Hàng Xanh trở về. Liên bỏ pháo đồng dù vô tan qua mất một khúc hầm địa đạo. Chết, chết tất cả. Tao chờ nửa đêm, tao bò ra tao lượm từng mảnh da thịt của hai đứa tôi. Tao đem về chôn tại vườn nhà. Đúng rồi, không phải 2 mà là 4. Mày giết 4 mạng người. Mày giết 4 đứa con tao. Khi mày là thằng Sang, mày giết con Ân với thằng Cung.
mày thằng Sắc, mày với con Liên với thằng Kỷ. Sang cũng là mày, Sắc cũng là mày. Có đúng vậy không Sang? Có đúng vậy không Sắc? Sắc! Đồ hèn! Lần này tôi hiểu đúng nghĩa lời phỉ báng của Trung tướng. Tôi lặp lại, anh là một thằng hèn. Thì ra cái lý tưởng trong đầu của tôi là một phần của sự man rợ. Anh Sắc, để thực hiện lý tưởng của mình, người ta có thể bắn vào kẻ thù không chút khoan nhượng, chứ không ai đặc biệt trả thù một cách hèn hạ với anh. Mà trả thù vào năm này cái gì mới được chứ? Người ta có 7 đứa con mà giết của người ta 4 đứa rồi. Thằng hèn, rất tiếc là tôi có một cộng sự thấp hèn như anh, không xứng đáng lý tưởng cao cả của tôi. Cảm ơn Trung tướng đã cho tôi thấy cái hèn của tôi. Nó còn quá hèn mọn so với cái hèn của ngài. Chắc tôi giết người do thù hận, do thói quen, do vô thức. Trung tướng giết người do lý trí. Một cái lệnh của ngài có thể giết hàng ngàn người. Như vụ đầu độc tội phạm chính trị ở Phú Lợi, cũng như Tư Sằng đã giết cả một làng sơn Mỹ bằng máy bay rồi đổ cho dịch cộng tàn sát. Ngay cả những trận hành quân tiêu diệt Cộng sản để che giấu tổn thức của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng đã gọi pháo dội vào lưng binh sĩ của chúng tôi để bưng bít. Trong khi đó, ông luôn kêu ca binh lính các ông bắn vào Cộng sản một cách vô thức, không hoàn toàn tin vào lý trí. Tôi hỏi Trung tướng, những thằng lính đó nó bắn giết làm gì và bắn chết cho ai mà các ngài chê bai? Cái chết nắm trong tay, còn họ được hưởng gì đây? Mai ra thì nữa mảnh phong xuân, trốn dội vàng không có mộ bia. Họ đã chết vì lý tưởng, chết tiếc cuộc đất này. Ai mà không sợ chết thì súng thì nước vào người. Như lúc bây giờ họ kêu gọi ai đây? Lý tưởng các ngài cứu giúp được sao? Ông muốn lý tưởng ông thắng bằng tàn bạo, nhưng ông lại khinh rẻ sự bảo tàng vậy là nghĩa là sao? Tôi muốn nôn mửa trước mặt ngài. Nhưng sợ ngài lầm tưởng là tôi sai. Thì ra từ nãy giờ anh đã nói chuyện với tôi trong cơn tỉnh đấy à? Được, anh nói tiếp đi. Anh nói tiếp đi, tôi nghe đây. À mà khoan đã, bà Năm, bà muốn nghe hay không đó là tùy bà. Nhưng tôi xin nhắc cho bà nhớ là quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi không phải là một đoàn quân ô hợp, rất có quân phong quân kỷ đấy. Anh Sắc, rất có thể là tôi sẽ thi hành kỷ luật anh nếu anh không chịu giảm bớt cường độ về những lời lẽ khích bạc mang tính cách biếm nhẹ thượng cấp. Nói đi, tôi cho phép anh nói đấy, nhưng mà nhớ phải lựa lời mà nói nhé. Tôi nghe đây, nói tiếp đi. Trung tướng chấp nhất với cả những bọn vô học khát máu như tôi nữa. Trung tướng cho phép, tôi sẽ nói hết. Trung tướng chê tôi là một thằng hèn. Hèn lắm. Hèn ở chỗ vẫn là ba bông mai, còn ông thì gắn thêm một ngôi sao trên cổ. Tôi đang tự hỏi, ông được lên trung tướng có phải ông có tài thao lược điều binh khiển tướng, hay là những kẻ thuộc cấp của ông dám trung tướng địa đạo tìm việc du kích, dám mổ bụng môi gan uống máu Việt Cộng? Gan máu của con người đâu phải là những món đồ để đồng loại ăn, mà tại sao những thần lính hèn hạ như tôi dám ăn, dám nhai nấu nghiến, dám nuốt sống ăn tươi, dám ngửa cổ ngửa tô từng lít máu người? Tất cả để chứng minh mình là một thằng khát máu để chú ý khen ngợi, để được người ta phong cho người thùng. Chiến công của chúng tôi thì các ông tận hưởng, mạng sống của chúng tôi được tính từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Không phải vì cái nguy hiểm đang đe dọa, mà do sự ám ảnh về tội ác. Đó là một sự thật, một sự thật phũ phàng. Trung tướng, chỉ có những binh lính đương đầu với trận mạc, với bom gào đạn thép mới hiểu thấu đáo những gì chúa phép xảy ra trong buồn hay chiến tranh này. Tôi với ông khác xa, xa, nhưng chúng ta lại giống nhau ở chỗ sinh mạng chúng ta lại phụ thuộc vào kẻ khác. Tôi phụ thuộc vào ông, còn ông phụ thuộc vào người Mỹ.
Trung quy rồi cũng chẳng có ra gì, dù bây giờ địa vị có hơn ông dưỡng ba sang, còn tôi đại quý quyền, tôi còn coi trọng ông đây là vì tôi còn phụ thuộc. Thật ra chưa hẳn là đã tuyệt đối phục tùng, vì trong hàng tướng lãnh không thiếu những thằng hen chung từng trong tái quần của vợ chung ra. Ở Sài Gòn có một cái chợ gọi là chợ chó nhỏ to đủ loại, chó những lúc chúng vào trong chuồng chó, những giá cả tùy thuộc từng loại chó dạy con. Có con được ăn thức ăn cơm giá đắt hơn vàng, có con không đáng đồng tiền vì chỉ thích ăn phân, nhưng chó vẫn là chó thôi trước mặt khách hàng, ấy là số phận bọn mình không kém không hơn. Thôi, ông giết vô thì quá cớ rồi đồng sắc. Từ nãy giờ tôi làm thinh không có nghĩa là tôi đồng ý làm chó với ông đâu, dù là loại chó được ăn cơm hay ăn thịt. Vì sao ông biết không? Đã là chó thì làm chó gì có lý tưởng. Thật ra cái lý tưởng chết tiệt của trung tướng còn là cái chó gì? Anh sức! Anh biết rằng tôi có thể giết chết hay không? Cho tôi nói một lời cuối cùng, nói cho cả bạn Năm nghe, rồi trung tướng bắn tôi cũng chưa muộn. Có nghĩa là sao hai phát súng giết chết Đỗ Viên Ương, chấm dứt cuộc chiến tranh lần trước của người Pháp. Tôi giải ngũ, sau đó có học với một cái nghề lương thiện để mà sống, nhưng học hoài học mãi cũng chẳng thành nghề. Rồi tôi lấy vợ, tôi cũng cố gắng yêu thương vợ tôi, nhưng không làm sao yêu thương được. Trong một cơn ghen vô cớ, tôi đã giết cô ấy. Cảnh sát bắt tôi vào tù. Tại sao thế bạn ạ? Có phải tại tôi không thích ứng về tâm lý với cuộc sống bình thường hay không? Có nhiều đêm tôi chợt thức giấc, mở mắt nhìn sâu vào đêm tối, thử suy nghĩ về mình, để tâm hồn mình dạo chơi trong cái không gian đen ngòm ấy. Và tôi chợt vui mừng nhận ra rằng tâm hồn tôi vẫn còn là một điểm sáng mờ mờ, đang ngộ ngoại trong cái không gian đen ngòm ấy. Đó là nói lúc tôi còn ở trong tù chứ, sao ngày mở mắt suốt đêm tôi cũng không thấy gì. Bạn, cái chấm sáng nhỏ trong tâm hồn tôi đã biến mất, chỉ còn bóng đêm. Thế rồi người Mỹ tới thay người Pháp. Lúc đó tôi chưa mãn hạn tù, họ vào các trại giam để mộ lính. Họ cần những kẻ cầm súng như tôi. Thế đó, đúng như bà nói, bệnh của tôi không còn thuốc chữa trị, chỉ còn một cách giải thoát như bà gợi ý. Bà Năm, tôi cảm ơn bà sẽ quên thù hận nơi tôi. Trung tướng, trung tướng hãy nhắm bắn vào giữa trái tim tôi, nếu trong này có một trái tim thật. Bắn đi, trước sau thì cũng chết. Thà chết bây giờ còn hơn chết trong hố tử thủ. Sớm một vài ngày, muộn một vài ngày, không quan trọng gì. Bắn đi. Khúc đi, khúc cho khuất mắt tôi. Đi đi. Trung tướng không bắn à? Dính biệt. Thế là hết. Tôi đã thấy một sự sụp đổ gần kề.
mà không phương nào cứu vãn được. Tôi thấy cũng không còn lý do gì để giữ bà Năm ở lại. À, mà khoan đã bà Năm. Đã từ lâu rồi tôi không có thể ngồi nói chuyện cởi mở với ai thành thật được. Ngay cả người đồng sự, ngay cả vợ tôi là người mà tôi đem hết lòng yêu thương. Nhưng hôm nay tôi lại muốn nói chuyện với bà cởi mở và thành thật. Các người chỉ tỏ ra thành thật khi các người thấy mình không còn đủ sức để lừa dối. Đó là tùy ý bà. Bà muốn hiểu thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, hơn lúc nào hết, tôi rất cần cô ấy. Như bà Năm đã biết, vợ của tôi Thôi Thanh Lâm trước đây là người yêu của kỹ sư Văn con bà. Nếu tôi nhớ không lầm là đã có một lần cô ta cùng với kỹ sư Văn về Củ Chi thăm bà. Và cũng nhờ chuyến đi ấy mà tôi phát hiện ra kỹ sư Văn là một cán bộ vô cùng lợi hại. Những hoạt động của ông ta gây nhiều nghĩa hại cho chúng tôi. Và người của chúng tôi đã bắt ông Văn tại ngay lúc chẳng. Tôi đã thả ông Văn ra sau đó một vài hôm. Tôi hiểu rõ chuyện này vì nó có nguyên. Ông tha hồ về rừng là do điều kiện của Thanh Vân. Cô Thanh Vân đã hy sinh mối tình đầu thơ mộng, bằng lòng làm vợ của tôi để cứu mạng cho kỹ sư Văn. Cuộc mua bán có số phận ông đã thắng. Đúng, tôi đã chiếm được Thanh Vân. Tôi hy vọng rằng ngày dài tháng rộng, vợ của tôi sẽ quên đi mối tình cũ. Vợ tôi cũng thật lòng muốn như thế. Nhưng bà Năm đã biết, số phận Thanh Vân kể như đã an bài. Còn phần tôi vẫn cố làm đủ mọi cách để cho cuộc sống chung của vợ chồng chúng tôi được âm im như bao nhiêu gia đình khác. Và tôi tin rằng mọi cuộc hôn nhân không có tình yêu cũng sẽ sống với nhau rất có hạnh phúc. Cái sai lầm lớn nhất của tôi đối với hạnh phúc của tôi là tôi không chiếm đoạt được Thanh Vân trên tay của kỹ sư Văn trước chuyến đi về Củ Chi thăm bà. 2 năm rồi, 2 năm rồi bà Năm. Thời gian ấy tôi chỉ làm chủ thể xác, còn tâm hồn vợ tôi vẫn thuộc về kỹ sư. Tâm hồn vợ tôi vẫn thuộc về kỹ sư Văn con bà. Tôi hiểu những điều ông nói. Nhìn vào mắt ông tôi thấy ông thành thật. Nhưng cái nguy hiểm đối với tôi trong lúc này là một bà mẹ. Một bà mẹ gánh chịu nhiều mất mát do các ông gây ra. Bây giờ tôi lại được ngồi đây nghe ông tâm sự những chuyện riêng tư như là một người bình thường. À, ông Mẫn, ông nên đưa tôi về nhà giam, ở đó có lẽ thích hợp cho tôi hơn. Khoan, khoan đã bà Năm. Bà không về nhà giam mà bà phải ở lại đây. Vì đây là canh bạc cuối cùng. Canh bạc cuối cùng. Đúng, canh bạc cuối cùng bà Năm. Như bà Năm đã biết, bây giờ tôi rất cần cô ấy. Vợ tôi vẫn thường nhắc đến bà luôn. Tôi muốn vợ của tôi vui trong lúc này. Mà người có thể làm cho vợ tôi vui trong lúc này ngoài bà ra thì không ai khác hơn được. Kìa, sao bà làm thinh vậy? Bà định từ chối vậy? Hay là bà còn nhớ đến chuyện cũ? Thôi cũng được. Nếu bà từ chối thì tôi không dám nẻ. Ông Mận, ông có hạn chế câu chuyện giữa tôi và vợ ông không? Không, không, không. Bà hãy xem tôi như là một kẻ chiến bại. Bà có toàn quyền nói chuyện với vợ tôi mà không hề bị o ép bởi một áp lực nào. Bà nói thế nào, miễn sao cho vợ của tôi hiểu được rằng cuộc đời cô ta đã an bài. Miễn sao Miễn sao cho vợ ông quên thằng Văn con tôi đã dồn tình yêu về cho ông chứ gì? Đúng. Không, điều đó đối với tôi hơi khó. Không khó đâu bà Năm. Tôi tin chắc chắn rằng bà sẽ thuyết phục được vợ tôi.
vì vợ tôi rất trân trọng bà. Đã đến giờ tôi phải đi, bà hãy ở lại đây đi, hãy an tâm ở lại đây đi, vì vợ tôi cũng sắp về tới rồi đó. Tôi đã dặn mấy đứa phục dịch là không được quấy rầy bà. Chào bà. Thằng Mẫn nó vừa nói gì với tôi? Nó bắt tôi vun đắp cho hạnh phúc của nó. Hạnh phúc của nó có phải là hạnh phúc của con Thủy không? Không. Chỉ có vậy thôi sao? Không, nhất định phải có mưu ma chứ quỷ gì đấy. Còn tôi, tôi sắp gặp lại Thủy. Tôi nói gì với nó đây? Vậy từ ngày nó dám hy sinh môi tình của nó để cứu sinh mạng cho thằng Bảo, và cũng kể từ ngày đó, mặc nhiên tôi đã nhận nó là vô. Từ lâu rồi tôi mến tôi, tôi dành cho nó những cảm tình. Con sao qua nhiều lần đần, mười hai bến sông con không chọn được bến sông nào, bến đục bến trong lẫn lộn giữa tình đời. Đã hai năm rồi mà con vẫn không quên, chung sống với chồng vẫn nhớ người xưa. Mẹ đến thăm con cho giới bớt tuổi hồn, hay gọi lại trong con những nỗi chán buồn. Thủy ơi, hai năm dài cách biệt, biết con có còn quý mẹ ai không? Con. Sao má lại ở đây? Má bị thằng Mẫn nó bắt má hơn một tháng nay rồi con. Trời ơi, má có sao không? Không, nó có đánh đập gì má không? Không, má không sao. Nó nói với bọn thuộc hạ nó là không đá động gì tới má. Hôm nay nó đưa má đến đây để má gặp con. Má gặp con. Má, anh báo tôi chịu về mà khôn chứ má. Anh khỏe anh má? Anh báo anh, anh ốm đi nhiều không? Anh có nhắc nhở gì tới con má? Anh báo anh có con nói ơi, đi đây nè. Để má ơi, gặp má con mừng lắm. Má ngồi đi, má ngồi xuống đi, để con vô con lấy nước má uống nha. Không má ơi, má uống con ca con la nghe má. Ô mà thôi má, má uống soda chanh đường đi ha. Thôi để con uống cốc tay, để con làm cốc tay má uống ngon bổ hơn. Thủy, đừng bấn loạn nữa con, nghe má hỏi nè con. Con nghe má rồi má. Con cực thân lắm phải không con? Con đâu có cực khổ gì đâu má. Cuộc sống thiệt là dư dả. Anh Mẫn, chồng của con cho con làm mẫn cái móng tay. Anh thương con, anh chiều con, anh quý con, săn sóc con từ chút. Con sung sướng như là một bà hoàng vậy đó má. Đừng nói nữa con, má hiểu hết rồi con. Còn con đối với nó như thế nào? Thế nào là thế nào hả má? Để đáp lại tình thương của chồng con cũng rất yêu Mẫn mà. Má biết không, hồi mới về làm vợ anh Mẫn, con còn nhớ tên anh. Nhưng chỉ sau ít ngày là Con quên hết. Quên một cách dễ dàng. Và bây giờ thì con còn nhớ gì về anh Giang nữa.
Con đã quên, con quên hết thật rồi má ơi. Thì vậy con ngồi dậy đây làm gì? Mà hỏi là hỏi gì? Chứ má đã tưởng tầng khúc nỗi thâu rồi. Trời con đã trao thân người phần, làm sao con sống bên người chồng không thương không tưởng, khi hình bóng của người yêu chưa mờ nhân anh, tình ở trong con vẫn còn đeo đằng hai chữ nhân. Con không giấu được má đâu chị ơi, vì thằng Mông đã kể rõ ngang. Dạ không, không, không đâu má ơi. Má, má đừng tin ảnh. Ảnh là kẻ đáng tự hào đã chiếm được lòng con. Sao con tự làm khổ đời con? Con sợ gặp má nghĩa dưới đi niềm sầu khổ. Không, không phải vậy đâu má ơi. Con cần con ơi, đã thấy mất rồi má ơi. Tiếng khóc đã ngồi đây kể cho má nghe. Thêm nơi anh, nhưng có được nhắc thêm
biết làm gì để bù đắp lại cuộc đời đau khổ của các con đây. Má, không, tôi không cao thượng như người ta nghĩ đâu. Tôi không phải là một người hoàn toàn nghĩ về người khác đâu. Tôi còn ích kỷ lắm. Chỉ có điều tôi mới nhìn kỹ được tôi thôi. Má, mời. Má sao vậy? Không, má? Không, má không sao. Hôm nay má gặp được con, má mừng quá con à. À con ơi, bà con ở Củ Chi gửi lời thăm con. 2 năm nay bà con nhận được tất cả những thuốc men bông băng của con gửi về. Bà con mong gặp con một lần để nói với con rằng. Nói gì má? Con là đồng đội mến yêu của họ. Má, má, có anh Báo. Anh Báo con khỏe không má? Báo nó vẫn khỏe con. Kể từ ngày con hy sinh mối tình để cứu sinh mạng của nó, nó vẫn tiếp tục hoạt động nhưng sau đó bị lộ bí mật tổ chức đưa nó ra mật khu. Con ơi, tâm tính của thằng Báo bây giờ thay đổi lắm. Con của má ngày xưa vui vẻ hoạt bát bấy nhiêu thì bây giờ nó trầm ngắm và thầm lặng bấy nhiêu. Đó là lần cuối cùng nó về Củ Chi để nó thăm má. Cũng trong thời gian này, báo chí Sài Gòn loan tin là kỹ sư Văn đã cưới vợ. Kỹ sư Văn cưới vợ? Con có tin như vậy không con? Má, con rất tin vì tin báo chí loan tin. Vì vợ của anh Văn chính lại là... Không, không, con à. Ước giọng của con, cô cũng đông như thế. Con mong muốn hà thai đi cho con. Cưới nhau lâu rồi, chắc hai người đã có con. Không, Thủy ơi. Má ơi, nghe má nó coi đây nè. Đây là cái áo của con đang nè. Đã từ lâu rồi, trông thật là dễ thương vậy đó. Má, con muốn gửi tặng cho hà. Con ơi, đó là chúng tung tin để xuyên tạc, chứ sợ thật thì không phải về đâu con. Bao vẫn chờ con, dù biết đã muộn màng. Cuộc tình sầu nghiệt ngã trái ngang. Thủy ơi, dẫu rằng con đã có chồng, bao nói nó vẫn chờ, vẫn đợi cô nhân. Nó thương hoài, thương mãi đến ngàn năm. Má sanh con chứ đâu có sanh lòng. Thôi con cũng đừng buồn con ơi. Chẳng được vuông tròn, phải sống bên một người chồng suốt 2 năm trời lạnh lẽo với chân. Em về lâu chưa? Từ nãy giờ. Cảm ơn anh đã cho em gặp lại bác Năm. Em có vui không? Tất nhiên rồi, lâu quá không gặp được bác Năm. Gặp bất thần vậy em vui lắm. Vui hết sức rồi. Thoáng nhìn qua nét mặt của em là tôi biết em vui rồi. Bà Năm, tôi cảm ơn bà. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Ông Mẫn, bây giờ... Đáng lý ra là tôi sẽ mời bà Năm ở lại đây để dùng cơm với vợ chồng tôi. Nhưng tôi biết chắc chắn là bà không nhận lời. Có lẽ bà sốt ruột muốn trở về nhà lắm, phải không bà Năm? Anh Mẫn, tôi xin anh hãy tha cho bác Năm đi Mẫn. Thành Vân, em làm cái gì vậy? Có gì làm cho em phải sợ hãi đâu. Mặc dù người ta vừa báo cho tôi biết là Xuân Lộc đã mất rồi. Thủy, bà Hương, bà đi về đi. Tôi đã dặn mấy đứa gác cổng lại để cho bà về tự do. Bà đi đi. Bà Năm,
Rất tiếc là tôi không có ai cũ chia quen để gỡ lời chào. Chào bà đi. Ông Mẫn, bây giờ tôi muốn ở lại đây. Không, bây giờ thì tôi không cần đến bà nữa. Bà hãy để cho vợ chồng chúng tôi nói chuyện. Nhưng mà đi. Tôi không đi. Không, má Thủy, má đi đi. Anh Mẫn không làm gì được con đâu. Má không bỏ con. Còn lúc này má đi đi, má không bỏ con. Đi đi má, đi đi. Tôi vừa ở tòa đại sứ Mỹ về. Mọi cuộc di tản bằng máy bay dân sự lẫn quân sự đều lạc hậu so với diễn biến. Người ta đã phải sử dụng cả máy bay trực thăng của lực lượng thủy quân lục chiến. Không biết có một tên cao cấp chó đẻ nào ở dinh tổng thống đã bằng lòng trao cho tên phân cục tình báo Mỹ 10.000 đô la để cho tay người Mỹ này nhận vợ anh ta làm vợ hắn. Bà Năm đi rồi. Tốt, bây giờ thì chỉ còn hai vợ chồng mình thôi. Anh có vẻ hoảng hốt lắm, ít lợi gì. Không, tôi không hoảng hốt đâu. Tôi chỉ tiếc thương cho con bệnh còn trong cơn hấp hối mà các thầy thuốc đã dội dã bỏ đi. Mất rồi, đi mất rồi, đi mất rồi. Anh đang hoảng hốt vì Xuân Lộc thất thủ à? Cô cũng biết chuyện đó nữa sao? Làm sao tôi không biết, đối với chuyện lớn lao như vậy. Cô còn biết chuyện gì nữa? Biết. Chuyện gì? Sài Gòn sắp mất. Đó không phải là điều tôi quan tâm đâu. Cô có biết ai là chính quỷ một sư đoàn đánh chiếm Xuân Lộc và đang thần tốc lao về Sài Gòn không? Đại tá Văn, kỹ sư Văn, tức Nam Báo. Tôi không muốn có một cuộc chạm trán trong so sánh lực lượng như vậy. Trước đây tôi nói, tôi đã thắng kỹ sư Văn. Nhưng bây giờ, tôi không thua một trận đánh, mà tôi thua toàn bộ cuộc chiến. Các tướng khác thua một, tôi thua gấp đôi. Bây giờ anh định làm gì? Chắc cô muốn là tôi phải trở thành tù binh của Nam Báo và ngay cả chính cô nữa sao? Không, tôi không có tán tận lương tâm đến thế đâu. Với lại tôi... Cô khỏi phải lý giải. Những gì cô nghĩ, những việc cô làm sao tôi không biết. Nhưng tôi tự đánh giá mình quá cao. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chinh phục được cô. Nhưng không. Bây giờ, những gì trong cô, những gì cô nghĩ, đó là những điều bí ẩn mà tôi không tài nào khám phá được. Nhưng không sao, tôi đã có cách. Tôi đã tính, nhưng rất tiếc là tôi mới chỉ tính được cho tôi thôi, chưa tính được cho cô. Anh tính cho tôi làm gì? Tôi không thích ai tính cho tôi cả. Ngay cả khi lấy anh tôi cũng đã tự tính, và bây giờ thì tôi sẽ tính. Nhưng rất tiếc là bây giờ tôi phải tính cho cô. Anh thử tính cho tôi đi. Ông bà Wesley Finsell đã tính với nhau như thế này. Trong trường hợp vợ chồng ông ta không di tản kịp trước khi Việt Cộng chiếm Sài Gòn, ông ta sẽ bắn vào óc vợ, và sau đó ông sẽ tự bắn vào đầu. Bà Wesley đã đồng ý. Đó cũng là cách tính của anh đối với tôi đó, phải tuy không? Tuy nhiên chuyện ấy cũng không thể xảy ra nếu... Nếu như tôi cùng chạy trốn với anh chứ gì? Em sẽ được đền bù bằng cuộc đời sung sướng thanh danh. Tôi hiểu rồi, đây là canh bạc cuối cùng. Đúng, đây là canh bạc cuối cùng. Nhưng kết quả lại không muốn như ý muốn của anh. Thanh danh, cuộc đời chánh trị của anh đã hết. Đây là nỗi bất hạnh của cuộc đời sự nghiệp của anh. Nhưng biết đâu đó chẳng là niềm lành hạnh phúc của hai vợ chồng mình. Ngài Martin đã hứa, ông ta đã dành hai cái ghế ngồi trên chiếc máy bay dân sự cho hai vợ chồng mình, dành riêng cho công dân Mỹ di tản. Anh thật là chu đáo. Người khác thì dỗ dàng, riêng anh đã lo từ trước. Kể cả anh còn thời gian đi bắt buộc bà Năm phải dung đắp cho hạnh phúc của anh, mặc dù anh thừa biết là không bao giờ đạt được ý muốn đó. Tôi biết tại sao anh thả bà Năm. Tại sao? Anh làm việc đó với định hẳn hoi. Không đâu. Anh không muốn có thêm một người nào nữa phải thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này, thân dân à. Anh nói dối. Anh thả bà Năm là vì anh muốn mặc cãi với tôi. Anh thừa biết là tôi quý mạng sống bà Năm còn hơn mạng sống của tôi nữa. Thú thật với anh, tôi vừa trải qua một cơn xúc động ghê gớm. Thế điều tôi đã chạy đến quỳ dưới chân anh mà tỏ lời cảm ơn anh kìa.
Anh chỉ mong điều đó xảy ra đi rồi anh mặc cãi tôi à. Thanh Vân, như vậy là em đã biết tất cả rồi. Em đã hiểu tất cả rồi. Thanh Vân, anh Giang xin em, anh cầu khẩn em hãy chạy trốn với anh. Vì cậu vào Sài Gòn nó sẽ không để yên cho em đâu. Hãy đi, đi với anh sẽ có lợi cho em hơn. Thanh Vân, anh cầu. Không, tôi không quan tâm đến điều đó. Giả lại tôi cũng không cần. Tánh của tôi hay lãng mạn, làm vợ anh mà tôi vẫn mơ tưởng đến anh ấy. Thanh Vân, em sỉ nhục anh à? Ai sỉ nhục ai? Chính anh đã sỉ nhục tôi. Chính anh đã giết chết cuộc đời của tôi dính guồng máy chiến tranh. Các người hồ nhau đi giết chết tôi được. Không, làm sao tôi quên được cái ngày hôm đó. Gần 20 tờ báo ở Sài Gòn, hơn 10 tạp chí các loại, kể cả tạp chí Con Số Tử Chi, đều đăng ảnh của tôi mặc áo cưới ôm hoa đi bên cạnh anh. Với một lời báo tin tưởng chừng như không có ý gì, nhưng thật ra là vô cùng ác ý. Nó đã làm xôn xao dư luận dân ở Sài Gòn này. Nhưng kể từ ngày đó tôi không còn dám nhìn mặt ai nữa. Thật vậy, anh thành thật xin lỗi em. Tại vì lúc ấy anh muốn cho em vui, anh muốn em hãnh diện với bạn bè. Em hãy suy nghĩ lại đi, từ trước đến nay có cái đám cưới nào mà to lớn như đám cưới của hai vợ chồng mình không? Phải rồi, không có cái đám cưới nào lố bịch và tàn nhẫn hơn cái đám cưới của anh. Thành Vân, Thành Vân, rất lâu anh cho báo chí tung lên một cái tin lạnh giang anh cưới vợ. Anh chu đáo lắm, anh chu đáo lắm anh Mẫn à. Anh đã triệt hết đường đi của tôi, anh đã giết chết cả cái hy vọng còn lại cuối cùng ở trong tôi. Nhưng không, anh đã lầm rồi. Tôi đã cố gượng dậy từ trong cái cùng quẫn bế tắc đó, tôi đã cố tự ngoi lên. Bạn bè của tôi thông cảm cảnh ngộ tôi, họ không bỏ rơi tôi. Người bên phía giang không rời bỏ tôi. Và dần dần tôi đã trở thành mối lo sợ của anh. Anh thừa biết tôi vẫn liên lạc với phía bên kia, nhưng anh không dám làm gì. Là vì anh sợ rằng người Mỹ họ biết, họ sẽ cắt chiếc anh, họ sẽ lột sao trên ve áo của anh. Hôm nay định tính sổ với tôi. Anh kể cách tính con bà Quách Lây, và anh muốn tính theo kiểu đó. Anh đã thấy mỉa mai chưa? Ngay cả cách tính chia sự chung cuộc của mình, anh cũng không có cách tính riêng. Cũng phải phụ thuộc vào kẻ khác, cũng phải tính theo người Mỹ. Nhưng anh Mẫn à, đối với vợ chồng ông bà Quách Lê Pichel thì dù chậm nhưng họ vẫn phải trở về nước Mỹ. Ông ta sẽ không bắn vào óc vợ đâu, vợ ấy cũng sẽ không tự sát đâu. Đó chỉ là một cách nói, một sự lừa bịp để chứng tỏ rằng họ không lừa dối các anh. Họ vẫn là đồng minh bầu bạn, dù là trong cơn hoạn nạn, họ vẫn không rời bỏ các anh. Riêng về các anh, chờ khi nước đã đến chân mới cố cuồng mà tính quẩn tinh quanh. Nhưng suốt cuộc rồi cũng lệ thuộc đồng minh. Biết sao hơn thế được, anh nào cũng muốn vậy đó. Trong cuộc sống lứa đôi và cái chết đã nấp đến nay, Thành Vân, anh không muốn bị lệ thuộc, anh chỉ muốn hai vợ chồng mình thôi. Nhưng làm sao hai người được? Đúng, nếu là chuyện hai người rất có thể tôi đã yêu anh. Anh vẫn thường than phiền với tôi là người Mỹ họ keo kiệt, họ bủng xỉn trong cuộc chiến tranh này, nên các anh đã không giành được thắng lợi. Trong lúc quân bệnh đang cần mọi thứ thì Washington không chịu duyệt 722 triệu đô la tiền viện trợ quân sự. Cho đến khi 30 thuộc mất thì lại nói khác. Thật ra thì quân đội Sài Gòn chẳng cần tiền, mà chỉ cần một tay lãnh đạo giỏi, một tổng thống tự phát của tinh thần quốc gia. Chứ mãi đến bây giờ các anh vẫn không hiểu được tại vì sao mà các anh thất bại. Đó chính là mù quáng. Anh đã mù quáng thực hiện ý đồ của kẻ khác. Số phận anh bị đáp ở chỗ đó. Anh đã tự lừa phỉnh mọi người và lừa phỉnh mình rằng anh chiến đấu vì dân tộc. Anh là người có đầu óc quốc gia. Không, thật ra anh chỉ là một thằng mù. Một thằng mù không hơn không kém. Một thằng mù khác máu. Hai năm nay tôi luôn chờ đợi cái phút giây này. Cái phút giây mà anh buộc lòng phải bắn tôi như một kẻ thù trực diện. Phát súng này của anh đối với tôi đặt giá. Thôi rồi, không,
Tôi chưa chết đâu, tôi chưa chết được đâu. Tôi chưa nghe được tiếng súng của chính ông tự bắn vào đầu của ông. Hèn! Thế là hết rồi. Cảnh bản đã kết thúc. Đã kết thúc. Anh Báo,